Chàng rể trường sinh, Đinh Dũng. Tập 11. Tôi mua cả, không cần phải nói lại với tôi lần thứ hai được không? Đinh Dũng không muốn tính toán với cô ta. Cô không phải muốn ăn quầy này sao? Là cô tự ăn hay tôi đút cho cô ăn? Ha ha, anh đừng có đùa, cái quầy này thì ăn làm sao? Cô quản lý kia sững người rồi khoát tay ái ngại nói. Hừ, Đinh Dũng hắng giọng, không để ý đến cô ta nữa mà chỉ đi dạo xung quanh một vòng. Thấy thích món đồ nào anh liền chỉ vào và cho người lấy ra gói nó lại, cuối cùng anh cũng đã mua lên tới 20-30 món đồ. Lúc này cô nhân viên bán hàng mới dẫn một người đàn ông trung tuổi đi tới. Giám đốc, đây chính là vị khách mà tôi nói ạ. Anh ấy muốn mua bảo vật trong cửa tiệm của chúng ta, thấy Đinh Dũng, cô nhân viên bán hàng lập tức giơ tay giới thiệu với giám đốc. Người đàn ông trung tuổi nghe vậy thì gật đầu, ông ta liếc nhìn Đinh Dũng một lượt cười nói, chào cậu, tôi là giám đốc ở đây. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cậu không? Mặc dù nghe ông ta nói như vậy nhưng anh không khỏi cau mày. Rõ ràng vừa rồi anh cũng đã nói là muốn mua ba thứ này, giờ lại hỏi lại. Các ông còn muốn tôi nói mấy lần nữa? Tôi muốn mua mấy thứ làm bằng vàng này. Có phải các ông không muốn bán không? Nghĩ vậy, Đinh Dũng liền nói to hơn, chỉ vào tủ quầy. Nghe Đinh Dũng hỏi, giám đốc cửa hàng vội khoát tay, cười ái ngại, nói, xin lỗi cậu muốn mua ba món đồ này phải không? Xin mời cậu đi bên này, tôi tới tính tiền cho cậu, ông giám đốc không tỏ ra tức giận. Ông ta dẫn Đinh Dũng tới trước quầy bán hàng, lấy máy tính ra tính. Ba món này có giá lần lượt là 350 triệu tệ, 670.000 tệ, 23.000 tệ, giảm giá cho cậu thì còn tổng cộng 400 triệu nhân dân tệ. Còn mấy thứ này nữa, Đinh Dũng chỉ vào một cái túi có tới 20-30 món đồ bằng vàng khác. Thấy cái túi này, giám đốc kia hơi đổi sắc mặt, lập tức cung kính nói, vâng, tôi tính liền đây. Tính xong thì quẹt thẻ cho tôi, Đinh Dũng gật đầu. Tiểu Nhi, mau làm một số giấy tờ cho anh ấy, ông giám đốc nói với cô chủ quản lý. Nghe vậy, cô ta lập tức gật đầu, vui vẻ lấy thẻ ngân hàng của Đinh Dũng định đi quẹt thì cô nhân viên kia mới nhìn với vẻ ấm ức nhưng không dám làm sai lời giám đốc. Thế nhưng lúc này Đinh Dũng lại chỉ vào cô nhân viên bán hàng, đợi đã, đưa thẻ cho cô ấy, mấy món đồ này tính thành tích cho cô ấy. Hả, cô ấy chỉ là thực tập sinh, tiếp đãi không chu đáo, cô quản lý kia liếc nhìn sang giám đốc. Có điều bọn họ còn chưa lên tiếng giải thích thì Đinh Dũng đã cau mày, vốn dĩ cô ấy đón tiếp tôi. Vậy tính thành tích cho cô ấy thì có gì sai? Nếu không thì tôi không mua nữa. Kim Châu bao nhiêu tiệm vàng, tôi cũng không nhất thiết phải mua ở đây, Đinh Dũng nói. Vâng, giám đốc kia gật đầu bất lực nói, Tiểu Nhi, đưa cho cô ấy. Cô quản lý kia mày tức tối hẳn, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, lúc này cô ta hối hận cũng đã muộn. Chẳng mấy chốc, ông giám đốc đã tính xong tiền, sau khi quẹt thẻ, Đinh Dũng nói với ông ta. Giúp tôi gửi món đồ này đến nhà họ Hàn, đích thân ông Cố Hàn ký nhận mới được. Nhà họ Hàn nào cơ, ông ta sững người hỏi lại. Kim Châu này còn có nhà họ Hàn nào nữa, tập đoàn Hàn Thị, Đinh Dũng cau mày đáp. Ồ, tôi nhớ ra rồi, ông giám đốc vỗ ngực, bộ dạng ngạc nhiên thấy rõ. Cậu yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không để thất lạc đồ. Sau đó... Đinh Dũng tới một tiệm vàng khác mua những món đồ có quy cách gần giống như vậy và yêu cầu bọn họ gửi đi. Thậm chí Đinh Dũng còn bỏ ra rất nhiều tiền mua về 200 thỏi vàng làm sính lễ, gửi cả tới nhà họ Hàn. Ngày mừng thọ ông lão Hàn, anh phải cho mọi người biết được Hàn Phương Nhiên không phải lấy một tên bỏ đi. Anh phải khiến cô trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên đời. Chẳng mấy chốc mà từng tiệm vàng đã lần lượt cử người đem đồ tới nhà họ Hàn. Ngân hàng phát triển Kim Châu cũng cử người áp tải vận chuyển 200 thỏi vàng tới nhà họ Hàn. Nhà họ Hàn lúc này đã có người thu xếp dọn dẹp sân vườn vì tiệc mừng thọ nhất định sẽ có nhiều người tới chơi cho nên cần chuẩn bị trước. Gia chủ, có người tới, nói là phải gặp ông ạ, quản gia hoang mang chạy vào sân nói với Hàn Tông Khôn còn đang uống trà. Bên trong nhà tổ có không ít người đang ở đây, con cháu Hàn Tông Khôn cũng đều có mặt, nghe vậy thì ông lão chợt sững người. Đứng dậy, hỏi, là ai? Hình như là người của tiệm vàng, quản gia trả lời. Hàn Tông Khôn nghe xong thì không khỏi bất ngờ. Người của tiệm vàng tìm mình làm gì? Bố, có phải bố mua gì đó không? Hàn Thành Phú tò mò. Hàn Tông Khôn lắc đầu nhìn ra ngoài, không thể nào, bố mua gì thì phải có ấn tượng chứ.
bảo bọn họ vào đi. Vâng, quản gia lập tức lui ra. Vừa vào cửa, người đàn ông mặc đồ Âu đã đưa ra một tờ hóa đơn, nói, một cây châm vàng cánh phượng, một bộ bát đũa bằng vàng khắc hình rồng phượng, một bộ bàn tính vàng. Người đàn ông mặc đồ Âu nói đến đâu, từng món đồ đều được mang vào bên trong nhà họ Hàn, bày trên cái bàn bên cạnh khiến người ta phải hoa mắt. Tổng cộng hơn 20 món đồ bằng vàng, mỗi món đồ có giá trị vô cùng đắt đỏ, đặc biệt là cây châm cánh phượng kia, chỉ cần nhìn là biết đó là vật hết sức quý giá rồi. Những thứ này không phải chúng tôi mua mà, Hàn Tông Khôn giật mình ngạc nhiên. Những người còn lại cũng đứng dậy tỏ vẻ khó hiểu. Đây là do một khách hàng mua nói rõ là mang đến nhà họ Hàn, nghe Hàn Tông Khôn hỏi, nhân viên nam mặc đồ Âu giải thích. Nhìn những món đồ này có thể nhận ra đều là những sính lễ thời xưa khi nam nữ kết hôn được nhà trai tặng cho nhà gái. Lẽ nào có thiếu gia công tử nào đó thích cô bé nào đó trong nhà họ Hàn? Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng thông báo tiệm vàng Long Phụng tới, một cây lược vàng như ý cát tường, một cây kim tiền chiêu tài tấn bảo. Ngân hàng phát triển Kim Châu tới, 200 thỏi vàng. Theo sau hàng loạt lễ vật hào nhoáng đang đặt được trước mặt Hàn Tông Khôn lúc này, hơi thở của tất cả mọi người trong sảnh cũng dần trở nên gấp gáp. Trong khi đó những người đem quà tới cũng trơ mắt nhìn nhau, ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc. Bọn họ cứ cho rằng quà của mình đã đủ quý rồi, vậy mà không ngờ lại có nhiều người cùng ngành cũng gửi lễ vật tới đây như vậy. Đám người hít một hơi thật sâu vì ngỡ ngàng trước sự hào phóng của một thanh niên giàu có nào đó. Thử hỏi cả thành phố Kim Châu này, ai có thể vung tay thả phanh như thế, thậm chí ngay cả thiếu gia nhà họ Viên cũng khó sánh được. Chậc chậc, bố à, bố nói xem, những sính lễ này là của ai mang tới, Hàn Thành Quý đứng gần Hàn Tông Khôn khẽ hỏi nhỏ. Ngược lại Hàn Tông Khôn là gia chủ nhà họ Hàn lại không khỏi cho mày. Ông ta nhìn mấy người đưa sính lễ tới và hỏi, xin hỏi, những đồ này là của ai đưa tới? Chúng tôi cũng không rõ, chúng tôi không quen người đó cũng không nói họ, chỉ biết là một thanh niên trẻ. Một trong số những người đưa sính lễ tới mặc vest đen bất lực xua tay nói tiếp. Chúng tôi chỉ phụ trách đưa đồ tới, còn cụ thể thế nào, chúng tôi cũng không rõ, xin ông Hàn ký nhận giúp. Nói rồi, người kia lấy ra một tờ biên lai. Tôi ký nhận, Hàn Tông Khôn ngây người một lát rồi hỏi. Không sai, khi thanh toán, người đó còn chỉ đích danh ông, nói chúng tôi phải đưa tới tận tay ông. Người kia nói xong liền đưa biên lai cho Hàn Tông Khôn. Cùng lúc đó, những người còn lại đại diện cho những cửa hàng khác cũng lần lượt lấy biên lai ra tỏ ý muốn Hàn Tông Khôn ký nhận mới được. Điều này khiến cho mọi người phải suy đoán thầm trong lòng, rõ ràng là có người tặng sính lễ cho nhà họ Hàn. Bố, chuyện này là thế nào, ban đầu Hàn Thành Phú và những người khác còn cho là Hàn Tông Khôn cố tình giấu bọn họ, có hẹn với thanh niên trẻ tuổi nào đó. Nhưng đáp lại vô số câu hỏi của mọi người, Hàn Tông Khôn cũng chỉ chau mày tỏ vẻ khó hiểu. Nghe bọn họ nói. Hàn Tông Khôn nhíu mày, lắc đầu nói, cũng không biết là chuyện gì, nhưng nếu như đối phương đã chỉ đích danh bố, vậy thì cứ nhận để đó trước, chắc là sẽ có thông tin nhanh thôi. Hai ngày nữa là tới lễ mừng thọ của bố, không phải là có người nhân cơ hội này để đem sính lễ tới nhà họ Hàn ta chứ, Hàn Thành Văn vui mừng ra mặt. Nếu thật vậy thì rất có khả năng, sính lễ này là của con gái ông ta, Hàn Châu Nhi, bởi vì trong số thanh niên của nhà họ Hàn bây giờ. Hàn Châu Nhi là người ưu tú nhất. Còn Hàn Phương Nhiên, Hàn Thành Văn đã loại ngay từ đầu, cô đã kết hôn rồi, Hàn Thành Quý cũng chỉ có một cô con gái duy nhất, nhưng vẫn còn đi học, mà so về ngoại hình hay tính cách cũng không thể sánh bằng Hàn Châu Nhi. Hứ, nếu thật là vậy thì chắc là lời cho chú Tư rồi, Hàn Thành Quý nghe vậy không khỏi chau mày. Ông ta chỉ có một đứa con trai, số sính lễ này đương nhiên không phải của con trai ông ta rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sính lễ nhiều vô kể, cho dù là nhà nào trong số bọn họ thì cũng là một con số lớn vì nếu đổi lại là bọn họ, chắc chắn không thể bỏ ra mấy chục đến trăm triệu tệ để làm sính lễ. Hiện tại Hàn Châu Nhi là người có cơ hội lớn nhất trong nhà họ Hàn, cũng là cô gái danh giá nhất họ, số sính lễ này khả năng là dành cho cô ta. Cũng không biết là thiếu gia nhà nào lại dùng cách xa hoa này để bày tỏ với Châu Nhi. Cũng đáng mấy chục triệu thậm chí trăm triệu tệ đó, Hàn Thành Văn cười tươi ra. Vậy thì cảm ơn mọi người. Hàn Tông Khôn gật đầu cười tiễn mấy người kia ra về rồi lại cho mày, bỏ hết đồ xuống cho ta, không ai được động tới số sính lễ này, trước khi người tặng chưa xuất hiện, ai cũng không được chạm vào chúng.
Bố à, chuyện này còn phải bàn sau, chắc chắn là của Châu Nhi rồi, nghe Hàn Tông Khôn nói, Hàn Thành Văn nôn nóng hận không thể nhét hết số đồ này vào túi ngay lập tức. Con gái nhà họ Hàn chúng ta có ai xuất sắc hơn Châu Nhi, cho dù là ngoại hình hay tài năng, Châu Nhi cũng đứng thứ nhất, số xính lễ này đương nhiên là mang tới cho Châu Nhi. Chú Tư à, Phương Nhiên nhà anh cũng không kém con gái chú nhỉ. Hàn Thành Sơn không nhịn được xen vào. Thực ra ông ta cũng biết rõ số xính lễ này không thể nào là của Hàn Phương Nhiên vì dù gì, cô cũng là gái có chồng, nhưng ông ta không chịu được bộ dạng giả tạo của Hàn Thành Văn. Hơn nữa luận ngoại hình và tài năng, Hàn Phương Nhiên cũng bỏ xa Hàn Châu Nhi, sao có thể nói Hàn Phương Nhiên là cô gái xuất sắc nhất nhà họ Hàn chứ? Hứ, anh hai có phải già nên lẫn rồi không? Nghe Hàn Thành Sơn nói, Hàn Thành Văn không nể nang gì mà lên giọng khó nghe, anh đừng quên, Phương Nhiên đã lấy chồng rồi. Lấy thằng Đinh Dũng vô dụng đó, số xính lễ này có thể là của nó được sao? Ha ha ha, chú Tư nói cũng phải. Hàn Thành Phú không nhịn được cười lớn. Hàn Thành Quý cũng khó chịu bật cười, cho dù không phải là Hàn Châu Nhi thì cũng là con trai ông ta, chắc chắn không phải là của Hàn Phương Nhiên. Ông ta cười vẻ châm chọc, phải trách anh hai lúc đó vội vàng quá, nếu như ban đầu Phương Nhiên không lấy Đinh Dũng thì bây giờ còn có cơ hội, đáng tiếc, đáng tiếc. Các người, Hàn Thành Sơn nắm chặt tay phẫn nộ. Ông ta không nói số xính lễ này là của con gái ông ta, vậy mà đám người này lại nói như thế, ban đầu ông ta không ghét Đinh Dũng nhưng lúc này lại không nhịn được mà thầm chửi rủa anh. Nếu không phải thằng vô dụng này, sao mình lại bị bọn họ cười nhạo chứ? Được rồi, im hết đi, Hàn Tông Khôn trao mày thét lên. Sau đó, ông ta nhìn Hàn Thành Võ còn chưa kịp nói lời nào, lạnh lùng nói tiếp, Võ Nhi. Số đồ này tạm thời giao cho con bảo quản, trước khi đối phương xuất hiện, ai cũng không được động tới. Bố, người ta đã đưa đồ tới rồi, chúng ta, Hàn Thành Văn nôn nóng nhìn số xính lễ lấp lánh, nhưng ông ta còn chưa kịp nói xong đã bị Hàn Tông Khôn ngắt lời, còn im miệng cho bố, có thể tặng xính lễ lớn như vậy, chắc chắn là người gia tộc lớn, nếu như chúng ta còn chưa biết có nên nhận hay không thì không nên động tới chúng, chưa nói sẽ đắc tội với họ mà nếu đồn ra ngoài cũng rất mất mặt. Chuyện này, được rồi, Hàn Thành Văn nghe lời bố mình. Mặc dù ông ta không hài lòng nhưng rất nhanh sau đó cũng quên đi, những thứ này sớm muộn cũng rơi vào tay ông ta, chắc chắn đối phương thích Châu Nhi nên mới không tiếc mọi giá như vậy. Tóm lại là của con gái ông ta thì sớm hay muộn cũng vậy cả, ai cũng đừng hòng cướp được chúng. Mặt nói vô thưởng vô phạt, về con phải hỏi Châu Nhi thử xem. Lúc này... Tin tức nhà họ Hàn nhận được xính lễ với giá trị trên trời cũng nổ ra mạnh mẽ, lan khắp thành phố Kim Châu, người được tin sớm nhất, đương nhiên là người nhà họ Hàn. Ngay lúc này, Đinh Dũng đang mặc cả với một bác gái trong chợ. Bớt chút đi bác, bán rẻ thì cháu lấy một cân luôn. Đinh Dũng chỉ cục thịt ba chỉ đặt trên sạp hàng, miệng mỉm cười. Được rồi, bớt cho cậu một tệ nữa đấy. Bà chủ sạp thịt lợn khoát tay với vẻ bất đắc dĩ. Ngay cả chính bản thân Đinh Dũng cũng không nhận ra rằng anh đang bị ảnh hưởng bởi những ký ức hằn trong cơ thể này, từ lúc bước vào chợ mua thức ăn, anh như kiểu biến thành một người khác vậy. Khi Đinh Dũng bước ra khỏi cổng chợ cùng với đống chiến lợi phẩm trồng chất, anh mua được đủ loại đủ kiểu rau dưa, gia vị, anh vừa đi vừa thầm nhủ, lâu lắm rồi chưa vào bếp, nay là ngày đẹp đấy chứ, phải làm vài món đợi Phương Nhiên về chúc mừng mới được. Cứ nghĩ đến chuyện mấy hôm nữa là tiệc mừng thọ của ông cụ Hàn. Mình có thể tuyên bố ba lễ giới thiệu cùng với sáu lễ xính thủ tục cưới hỏi theo truyền thống Trung Quốc, sau đó đến nhà họ Hàn rước Hàn Phương Nhiên bằng kiệu tám người khiêng, cưới hỏi đàng hoàng dẫn về nhà là Đinh Dũng lại thấy vô cùng hớn hở, anh không nhịn được mà ngân nga theo nhạc. Cô em ngồi đầu thuyền, anh đây đi dọc bờ đê. Đinh Dũng cứ ngân nga suốt dọc đường về căn hộ nhỏ trong khu chung cư của mình, giờ này Lâm Hồng Ngạn còn chưa tan tầm, mà bố vợ Hàn Thành Sơn của anh cũng chẳng có ở nhà. Chả biết đi đâu rồi nữa, anh móc chìa khóa ra để mở cửa, đương lúc định bước vào thì trao mày lại, bởi anh nhìn thấy hai vết cắt trên cánh cửa. Hửm, Đinh Dũng nhíu mày, anh đưa tay sờ hai vết cắt đó, đôi mắt nheo lại. Vết cắt này còn rất mới, sờ vào có đôi chút thô ráp, ba người nhà Hàn Phương Nhiên đều có chìa khóa mà, bản thân anh cũng chưa bao giờ nảy cửa cả, chẳng lẽ trộm cướp ghé thăm. Đinh Dũng nghĩ vậy, lòng anh hơi hoảng hốt. Cẩn thận mở hé cửa ra rồi bước vào. Ngay khi vừa bước vào cửa, anh cảm nhận được một luồng khí lạnh xộc thẳng vào đầu, Đinh Dũng vội quay đầu lại xem thì thấy có một người đang đứng ngay trong phòng, hắn ta chĩa khẩu súng đen thùi kia về phía anh.
không kịp nghĩ ngợi gì sất, anh buông lỏng hai tay, rau củ quả rơi trên nền đất, anh cuộn người lại, trốn về phía cánh cửa. Đoàng, cũng vào lúc này, người kia bóp cò súng, một tiếng vang nhẹ phát ra từ phía ống giảm thanh, viên đạn xuyên qua không khí, bắn vào chỗ Đinh Dũng vừa đứng. Trong chớp mắt, cánh cửa chống trộm làm từ thép vẽ ra một đường tia lửa, Đinh Dũng văng mình lăn đến ngoài cửa, viên đạn kia gần như đã sượt qua vai anh, trên cánh cửa chống trộm có một lỗ thủng to bằng đầu ngón tay. Ai, Đinh Dũng nhíu mày, những suy nghĩ đổ xô trong đầu. Tên kia trông thấy viên đạn của mình không thể giết chết đối phương, còn Đinh Dũng thì đang nhân cơ hội này để chạy ra phía ngoài cửa, hắn ta không nhịn được, chửi tục một câu sau đó vội bước đuổi theo. Xoạch, ngay khi tên kia bước ra ngoài cửa, có hai cánh tay bỗng xuất hiện, một tay bóp chặt lấy cổ của hắn ta, tay còn lại thì ghì chặt lấy khẩu súng trong tay hắn, mặc cho hắn ta giãy giụa ra sao cũng không thể nhắm súng vào người Đinh Dũng được, ngược lại còn bị Đinh Dũng bẻ quặp tay lại, họng súng đang từ từ nhắm về phía hắn ta. Đây là một người đàn ông, dù hắn ta đã đeo khẩu trang che kín mặt mày nhưng ta có thể nghe được tiếng của hắn, đây hẳn là một gã thanh niên còn trẻ. Chết đi, hắn ta thấy lực tay của mình không bằng Đinh Dũng, hắn ta bỗng gầm lên một tiếng, nhấc chân đá về phía đùi của Đinh Dũng. Xoạch, một lưỡi dao sắc lẹm nhô ra từ trong giày của hắn, luồng khí lạnh buốt xương nhăm nhe phần đùi Đinh Dũng. Tất cả dường như chỉ xảy ra trong vòng một giây, may mà Đinh Dũng đã sớm thả sức mạnh hồn thần ra để bao bọc bán kính một mét quanh mình, thực ra là bởi anh sợ tên này có đồng bọn đánh lén nên mới làm vậy, ai ngờ được lại có tác dụng ngăn cản đâu chứ. Ngay giây phút lưỡi dao sắc lẹm xuất hiện trên giày của hắn ta, chân Đinh Dũng né sang một bên, cùng lúc đó, tay của anh bóp mạnh, bẻ gãy tay của đối phương, khẩu súng rơi lách cách trên sàn. Tiếp sau, nắm đấm của Đinh Dũng nện vào mặt hắn, anh nhấc chân dẫm lên mu bàn chân đối phương khiến hắn ta gào thét đau đớn. Súng bị giật, màn đánh lén bằng lưỡi dao trên chân thì lại thất bại, lúc này hắn ta mới nhận thấy được rằng mình không phải đối thủ của Đinh Dũng. Cũng vào lúc này, hành lang tầng dưới bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, Đinh Dũng nhíu mày, quay ngoắt mặt qua nhìn. Số 10, kia là một người phụ nữ, cô ta trông thấy Đinh Dũng ấn gã thanh niên dựa sát vào tường thì vẻ mặt thay đổi hẳn, sát khí ẩn hiện trong đôi mắt, cô ta giơ khẩu súng trên tay sau đó bóp cò. Đoàng, lại là một tiếng súng giảm thanh, viên đạn xuyên qua không khí, nhắm ngay phần sau đầu của Đinh Dũng. Nhưng Đinh Dũng đã nhận thấy sự có mặt của cô ta. Sao anh lại không chuẩn bị gì cho được, ngay khi người phụ nữ nổ súng, cơ thể của anh cũng di chuyển, xoay người đàn ông kia chắn trước người mình, hắn ta trở thành tấm bia đỡ đạn của Đinh Dũng. Phụt, viên đạn găm vào cơ thể của hắn ta trong phút chốc, hắn ta không nói không rằng, ngẩn ngơ đứng đó, máu tươi cứ thế bắn phun ra, cơ thể mất thăng bằng. Hắn há miệng muốn hít thở nhiều hơn nhưng lúc này máu lại tuôn ra không ngừng. Không, thấy đồng bọn bị hắn gục, người phụ nữ kia biến sắc. Cô ta nhìn sang Đinh Dũng, nghiến răng rít lên, tao giết mày. Dứt lời, cô ta giơ khẩu súng trong tay lên. Thấy vậy, Đinh Dũng bật cười lạnh lùng, cứ thế đẩy gã đàn ông chắn trước mặt mình, sau đó dùng chân đạp vào khẩu súng trên mặt đất khiến khẩu súng bay lên rơi vào tay anh. Thả người ra, người phụ nữ kia nhìn Đinh Dũng chằm chằm nhưng không dám nổ súng. Còn bây giờ số 10 nằm trong tay Đinh Dũng. Nếu lúc này cô ta nổ súng thì Đinh Dũng nhất định sẽ khiến tên số 10 này làm bia đỡ đạn. Không dám bắn à, Đinh Dũng hắng giọng, cầm khẩu súng trong tay giơ lên, chĩa về phía người phụ nữ rồi bắn liên tiếp 3 phát. Mặc dù cô ta không dám nổ súng nhưng đã có phòng bị từ trước, thấy Đinh Dũng nổ súng với mình, cô ta lập tức né tránh. Thấy cô ta lăn người né đạn, Đinh Dũng nhếch miệng. Anh thả gã thanh niên kia ra rồi lao như mũi tên về phía trước. Đồng thời lại bắn tiếp, ép người phụ nữ đang không ngừng ẩn náu kia không thể phản kích lại. Khoảng cách của Đinh Dũng và cô ta vốn dĩ không quá xa, chừng 5, 6 mét. Đinh Dũng đã tới gần trước mặt cô ta, khi cô ta còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã túm lấy tay phải đang cầm súng của cô ta và bóp mạnh. Rắc, Đinh Dũng không vì cô ta là con gái mà tỏ ra thương hoa tiếc ngọc, chỉ nghe một âm thanh vang lên, mặt mày cô ta tái mét, khẩu súng trong tay rơi ngay xuống đất. Chết đi, cô ta dùng một tay sờ vào bên hông, trong lòng bàn tay chợt có thêm con dao găm sắc lẹm phi về phía Đinh Dũng với tốc độ rất nhanh. Không tự lượng sức, Đinh Dũng cười lạnh lùng, tay trái anh túm ngay lấy tay còn lại của cô ta rồi bóp mạnh, đồng thời tay phải anh rạch một đường trên mặt cô ta, lớp khẩu trang rơi xuống.
Cô là ai? Nói, cô là ai? Thấy tướng mạo của cô ta, Đinh Dũng cau mày lên tiếng hỏi. Muốn chém thì chém, muốn giết thì giết, cô ta biết mình không phải đối thủ của Đinh Dũng nên quay đầu đi. Tổ chức bọn tao sẽ không tha cho mày đâu. Rồi sẽ có một ngày mày sẽ phải xuống đấy đi theo bọn tao, vừa nói, cô ta vừa nhếch miệng cười lạnh lùng. Nghe cô gái kia nói vậy, Đinh Dũng nhướng mày bóp cổ cô ta, nói ai chỉ huy chúng mày, nếu không giờ tao sẽ giết chúng mày. Muốn biết sự thật sao? Nằm mơ đi, mày sẽ không bao giờ biết được đâu. Mặt mày cô ta gian rảo đưa mắt nhìn về phía gã đàn ông đang nằm dưới đất. Hàn Học nói, mày giết số 10, tổ chức tuyệt đối sẽ không tha cho mày. Mày cứ đợi đấy, sớm muộn cũng có một ngày người nhà, bạn bè mày đều vì mày mà chết. Đinh Dũng nheo mắt, trong đôi mắt hằn lên ánh nhìn đầy sát khí. Anh ghét nhất là bị kẻ khác uy hiếp, cho nên mới châm chọc, ai bảo hắn ta chết rồi. Nếu như giờ cứu hắn ta rồi đưa đến viện thì có lẽ còn có thể giữ được mạng. Mày nói thật không? Nghe Đinh Dũng nói vậy, cô gái kia mặt mày biến sắc, vội lao lên nhìn về phía gã thanh niên đang nằm rạp dưới đất. Gã thanh niên với cái tên số 10 mà cô ta gọi lúc này đang nằm bất động dưới đất, nhưng Đinh Dũng vẫn có thể cảm nhận được khí tức của hắn. Hắn bị anh bắn trúng phổi, có lẽ cũng sẽ không chết nhanh đến vậy, nhưng nếu kéo dài thời gian thì cho dù cứu được hắn, cuối cùng cũng sẽ tổn hại vĩnh viễn đến cơ thể. Đinh Dũng chẳng qua cũng vì muốn xóa bỏ tâm lý phòng bị của cô ta. Quả nhiên, sau khi anh nói vậy, cô ta lập tức có cái nhìn do dự. Chỉ cần cô nói cho tôi biết ai sai cô đến đây thì tôi sẽ thả hắn và cô ra, thấy cô ta thoáng qua ánh nhìn do dự, Đinh Dũng lập tức nói thêm, nếu không, cô chỉ có thể nhìn hắn ta dần dần chết đi. Cô chọn đi. Nói rồi, Đinh Dũng không lên tiếng nữa, cứ thế nhìn cô ta với ánh mắt sắc bén. Anh phải đồng ý với tôi, nếu tôi nói cho anh thì anh phải thả chúng tôi. Nghe vậy cô ta nghiến răng, xoa xoa nắm đấm. Đinh Dũng gật đầu không do dự, tôi nói được làm được, có điều, nếu như các người dám đụng tới người nhà tôi thì đừng trách tôi vô tình. Chỉ cần anh đồng ý thả số 10, chúng tôi sẽ không tìm anh gây rắc rối nữa. Cô gái kia do dự, vô thức nhìn sang số 10, thấy sinh mệnh hắn ta càng lúc càng yếu dần. Cô ta mới nghiến răng, là, tổ chức của chúng tôi, là Thiết Phù Đồ. Thiết Phù Đồ, tổ chức giết người của nhà họ Thiết. Đinh Dũng nheo mắt lại, vừa rồi anh có nghĩ tới nhà họ Thiết nhưng từ khi gặp Thiết Vô Cực của nhà họ Thiết hình như không muốn lựa chọn đối đầu với anh mới phải. Nghĩ tới đây, đôi mắt Đinh Dũng lại có ánh nhìn hoài nghi. Anh cau mày, tại sao các người lại ra tay với tôi? Mệnh lệnh cô nhận được là giết tôi sao? Anh giúp tôi gọi 120 đã, hắn sắp không qua được rồi, lúc này tên số 10 đột nhiên co giật, đây là phản ứng khi con người sắp chết. Cô gái kia thấy thế thì chợt biến sắc, vội nói với Đinh Dũng. Không cần, Đinh Dũng cau mày, thả lỏng cô ta ra, cúi người xuống đẩy mặt hắn sang bên rồi điểm lên vài điểm trên ngực hắn, lạnh lùng nói, trong vòng nửa giờ hắn sẽ không chết, chỉ cần cô trả lời xong câu hỏi của tôi thì có thể đưa hắn ta đi viện. Tôi dựa vào đâu mà tin anh, cô ta nghiến răng hỏi. Nếu không tin tôi thì cả hai người các cô phải chết, Đinh Dũng nói với đôi mắt sắc lạnh. Nếu như cô ta không cho anh thông tin anh cần thì anh tuyệt đối sẽ không nương tay. Cô gái kia thấy thế thì do dự một lát, sau đó nắm chặt tay, nghiến răng nói, cấp trên lệnh hai người chúng tôi điều tra việc số 14 bị giết. Chúng tôi có được manh mối đều hướng về anh, quy định của nhà họ Thiết vốn là vậy, dám đụng vào người của Thiết Phù Đồ thì sẽ bị giết không tha. Nghe vậy, Đinh Dũng mới tin hơn, xem ra không phải nhà họ Thiết muốn ra tay với anh mà chỉ vì chuyện lần trước nên mới hiểu nhầm. Trước đó Đinh Dũng từng giết một người đàn ông trung tuổi, đối phương từng nói là sát thủ Thiết Phù Đồ của nhà họ Thiết. Vì Đinh Dũng bị hắn xông lên đánh giết nên anh mới ra tay giết hại hắn và hắn từng nói Thiết Phù Đồ sẽ không tha cho Đinh Dũng. Không ngờ mới đó mà người của Thiết Phù Đồ đã tìm tới tận nơi. Nghĩ vậy, Đinh Dũng không khỏi cau mày. Cho dù lần này anh có thả hai người này hay không thì rắc rối cũng sẽ xảy ra liên tiếp. Hai người này có thể điều tra ra anh. Vậy thì những người khác nhất định có thể tìm tới đây, và lại hai người này còn gặp bất trắc trong tay anh. Hai, cố gác hai việc này lại, Đinh Dũng giơ tay tóm cổ cô gái kia, tay còn lại điểm vào ngực cô ta, sau đó anh ấn vào vùng đan điền trên người cô ta. Một lực đạo khủng khiếp khiến vùng đan điền của cô ta bị phế bỏ. Mặc dù Đinh Dũng đồng ý không giết cô ta nhưng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hai người bọn họ được.
hiện giờ anh phế đi vùng đan điền của cô ta thì cũng sẽ không phải lo sau đó cô ta có khả năng uy hiếp cho những người bên cạnh anh. Đồ vô liêm sỉ, không phải anh nói thả chúng tôi sao, cô gái kia thấy thế thì mặt mày tối sầm lại. Khóe miệng cô ta còn chảy cả máu, hai tay ôm bụng cố gắng nói. Đinh Dũng hắng giọng, chắp tay ra sau đi tới trước mặt tên số 10, đồng thời ra tay hủy đi vùng đan điền của hắn, tôi đồng ý không giết các người, nhưng tội chết có thể miễn còn tội sống khó tha. Tôi còn chưa ngu đến mức thả hổ về rừng. Cút đi, nói rồi Đinh Dũng nhìn sang phía cô gái kia kia. Nghe vậy, cô ta nghiến răng nhưng vẫn lảo đảo đỡ gã thanh niên kia dậy, cả hai chênh choáng vào thang máy. Còn 20 phút, trong vòng 20 phút tới bệnh viện làm phẫu thuật thì hắn ta có cơ hội sống, Đinh Dũng lên tiếng nhắc nhở. Cô gái kia kia nghe vậy thì khẽ run người, không quay đầu lại mà đưa tên số 10 đi vào thang máy, trước khi cửa thang máy đóng lại. Cô ta nói, thế lực của thiết phủ đồ lớn mạnh, bọn họ sẽ không tha cho anh đâu. Đa tạ nhắc nhở, Đinh Dũng bật cười, sau khi thang máy đóng cửa, anh mới thở dài một hơi. Mặc dù Đinh Dũng không coi tổ chức thiết phủ đồ này ra gì nhưng nếu như chúng ra tay với Hàn Phương Nhiên thì sẽ rất rắc rối, việc này khiến Đinh Dũng cảm thấy rất khổ tâm. Không thể chạy thẳng tới nhà họ thiết nói với người ta đừng phái người nữa, người đó chính là do tôi giết được. Anh và nhà họ thiết không giao tình qua lại, mối liên hệ duy nhất có lẽ là anh mua hai căn biệt thự của nhà họ thiết mà thôi. Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, kẻ nào đến thì giết kẻ đó, mình lại muốn xem thiết phủ đồ rốt cục có bao nhiêu người, nghĩ vậy, Đinh Dũng lại không thấy phiền lòng thêm nữa, cứ thế quay người vào phòng khách lấy rau mang vào bếp chuẩn bị nấu ăn. Không lâu sau đó, một bàn ăn đầy những món thơm ngon được bưng lên. Trước kia Đinh Dũng đã từng sống ở ngự thiện phòng trong hoàng cung nên những món ăn mà anh nấu ra không chỉ có hương có sắc mà còn hết sức tinh tế khiến người ta chỉ cần nhìn là đã muốn ăn rồi. Khi anh đang bày biện bàn ăn thì đột nhiên cánh cửa nhà có ai đó mở ra. Lâm Hồng Ngạn và Hàn Thành Sơn đi vào, thấy Đinh Dũng, Lâm Hồng Ngạn hắng giọng, mặt mày khó coi ngồi lên sofa. Thật không biết khiếp trước gây ra họa gì mà kiếp này gặp bao nhiêu đứa ăn hại như vậy, số tôi đúng số khổ mà. Lâm Hồng Ngạn tỏ ra bất bình, sướt mướt nói, nhìn người ta mà xem, rồi nhìn lại nó mà xem, rõ ràng là một trời một vực. Cũng không biết Hàn Châu Nhi có phúc thế nào mà được người ta mang bao nhiêu lễ vật đến để hỏi cưới như vậy, thật là ngưỡng mộ quá đi, nói rồi, Lâm Hồng Ngạn liếc mắt sang Đinh Dũng. Nhìn người ta mà xem, ba lễ giới thiệu với sáu xính lễ, cưới hỏi đàng hoàng, đâu giống cậu, đến một món xính lễ còn không có. Ôi dào! Được rồi, ai bảo Hàn Phương Nhiên nhà chúng ta không tốt số chứ, Hàn Thành Sơn cau mày. Mặc dù ông ta không nói gì nhưng cũng liếc mắt nhìn Đinh Dũng với cái nhìn thất vọng. Thấy vậy, Đinh Dũng mặt mày khác thường. Xem ra nhà họ Hàn đã nhận được xính lễ mà mình tặng rồi, có điều cũng chẳng phải vội giải thích vì hiện giờ kể cả Đinh Dũng có nói với bọn họ xính lễ đó do anh tặng thì Lâm Hồng Ngạn và Hàn Thành Sơn cũng sẽ không tin, đợi tới tiệc mừng thọ mới nói cũng không muộn. Nghĩ vậy. Đinh Dũng lại cười thầm, gãi gãi đầu, nói, bố mẹ yên tâm, con nhất định sẽ tặng Phương Nhiên xính lễ ra tấm ra món cho bố mẹ nở mày nở mặt. Hai, chỉ dựa vào cậu sao? Cậu chỉ cần bỏ ra 1/10 xính lễ hôm nay là tôi mừng lắm rồi. Cậu có bỏ ra nổi không? Nghe Đinh Dũng nói vậy, Lâm Hồng Ngạn nhếch miệng mỉa mai. Một tên nghèo kiết xác như cậu lấy cái gì ra làm xính lễ, đến ăn uống còn ăn nhà chúng tôi. Nghe vậy. Đinh Dũng cau mày định lên tiếng thì đột nhiên cánh cửa lại được đẩy ra. Hàn Phương Nhiên bước vào thấy cả ba đang đứng trong phòng khách thì chợt sững người, hỏi, bố mẹ, Đinh Dũng, ba người ở đây làm gì vậy? Không có gì, chỉ là nói luyên thuyên thôi, Lâm Hồng Ngạn trợn mắt nhìn Đinh Dũng rồi nhìn sang Hàn Phương Nhiên với con mắt đố kỵ. Phương Nhiên, hôm nay có người đem xính lễ tới nhà tổ, con nghe nói chưa? Ồ, con nghe nói rồi, nghe Lâm Hồng Ngạn nhắc tới chuyện này. Hàn Phương Nhiên gật đầu, mặc dù cô rất ngưỡng mộ nhưng chỉ cười, nói cũng không biết là em nào mà tốt số vậy. Có thể là em thì sao, Đinh Dũng hỏi lại, lời nói đến miệng anh mới thấy có gì đó không ổn rồi vội bụng miệng lại. Hừ, nếu như là con gái mẹ thì tốt, tới lúc đó cậu biết điều một chút đi, Lâm Hồng Ngạn liếc Đinh Dũng một cái. Cho dù bà ta biết là không thể có chuyện đó nhưng vẫn nghiến răng nói. Còn Hàn Phương Nhiên nghe xong thì chợt cau mày. Nhìn sang Đinh Dũng với vẻ mặt lạnh lùng, Đinh Dũng, anh bất tài vậy sao? Nếu thật sự là em thì anh làm thế nào? Cho dù là xính lễ của ai thì anh cũng sẽ không nhường em cho người ta.
Em là vợ anh, không ai cướp được, nghe Hàn Phương Nhiên nói vậy, mặt mày Đinh Dũng chợt nghiêm túc hẳn lại. Hàn Phương Nhiên lườm anh một cái, vẻ mặt cũng dịu lại hơn, thế còn được. Hừ, nếu như vậy thật thì cậu cút ngay cho tôi, nghe thế, Lâm Hồng Ngạn mỉa mai. Thấy Lâm Hồng Ngạn lại định tiếp tục nói, Hàn Phương Nhiên vội khoát tay nói với Đinh Dũng, Đinh Dũng, anh đến đây. Rửa tay ăn cơm thôi, thấy Hàn Phương Nhiên đi vào bếp, Đinh Dũng cũng vội đi theo. Lâm Hồng Ngạn trừng mắt nhìn hai người bọn họ, hắng giọng quay đầu nhìn sang bữa cơm mà Đinh Dũng nấu, bà ta không kiềm chế nổi, đi tới cầm đũa, vẻ mặt cũng dịu hơn phần nào, mặc dù tiểu tử này là tên bỏ đi nhưng nấu cơm cũng rất ngon. Đợi hai đứa ra ngoài rồi cùng ăn, Hàn Thành Sơn lắc đầu. Từ đầu ông ta cũng khó chịu và thất vọng với Đinh Dũng nhưng bây giờ, ông ta đã nghĩ thông rồi. Thực ra Đinh Dũng cũng đã tốt lên nhiều, về những điểm này thì ông ta đều thấy cả. Nhìn cái ánh mắt ông kìa, tôi cảnh cáo ông Hàn Thành Sơn, ông phải đứng cùng chiến tuyến với tôi. Nếu như có thiếu gia nhà nào giàu có theo đuổi con gái chúng ta thì không được mềm lòng luôn, hiểu chưa? Lâm Hồng Ngạn liếc Hàn Thành Sơn, hắng giọng. Theo tôi thấy thì thôi bỏ đi, việc của con gái cứ để nó tự, Hàn Thành Sơn thở dài định nói để Hàn Phương Nhiên tự lựa chọn. Nhưng còn chưa nói hết lời đã bị cái cau mày của Lâm Hồng Ngạn làm cho cứng họng. Ông nói lại lần nữa cho tôi xem. Tôi sai rồi, vợ, tôi sai rồi, đau, đau, Hàn Thành Sơn vội khẽ giọng xin tha. Tôi nghe bà cả, vợ nói gì cũng đúng hết, tôi nhất định sẽ đứng cùng chiến tuyến với bà. Còn lúc này, Đinh Dũng đã cùng Hàn Phương Nhiên về phòng. Vào trong phòng, Hàn Phương Nhiên lập tức đóng cửa, ngồi trên giường khoanh tay trước ngực, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Đúng rồi, anh nghe nói việc có người mang sính lễ đến nhà tổ chưa? Hàn Phương Nhiên ngẩng đầu nhìn Đinh Dũng, nói em nghĩ mẹ em vì việc này mà vừa rồi mới nói vậy với anh đừng để bụng nha. Hàn Phương Nhiên vừa nói vừa hất tóc trên trán, bất lực nói, đại gia thần bí đó đúng là khiến người ta phải trầm trồ, hiện giờ trong gia tộc đều đang xôn xao về việc này, rất có khả năng số sính lễ này là tặng cho em Hàn Châu Nhi. Đương nhiên khi nói tới đây, trong mắt Hàn Phương Nhiên rõ vẻ ngưỡng mộ, có điều cô nhanh chóng che đậy nó đi. Đinh Dũng đương nhiên nhận ra ánh mắt đó của cô. Anh chỉ cười, ngồi cạnh Hàn Phương Nhiên, nói, nếu mà tặng cho em thật thì sao? Hừ, anh đang đùa em đấy à? Hàn Phương Nhiên hắng giọng quay đầu đi. Đinh Dũng khẽ cười, không nói tiếp chủ đề đó nữa. Đúng rồi, phía công trường thuận lợi chưa em? Tạm thời không có vấn đề gì. Từ sau khi anh đuổi đám người kia đi thì bọn họ không dám đến nữa. Nghe Đinh Dũng nói vậy, Hàn Phương Nhiên sững người một lát, sau đó lại nói tiếp. Anh chuẩn bị quà cho ông thế nào rồi? Em yên tâm, anh nhất định sẽ chuẩn bị, tới lúc đó anh sẽ cho em một bất ngờ, Đinh Dũng cười bí hiểm. Hai đứa còn không ra à, định để cho bố mẹ đói chết đấy à, đúng lúc này, giọng nói của Lâm Hồng Ngạn ở cửa vọng vào. Bà ta gõ cửa. Nói với giọng không mấy dễ chịu, mau ra ngoài ăn cơm. Hai, con ra đây, Hàn Phương Nhiên vội đáp. Cô kéo tay Đinh Dũng đi ra ngoài, vừa ra ngoài là trông thấy mẹ mình đang nhìn với ánh mắt như muốn ăn thịt người. Cũng may Lâm Hồng Ngạn không biết nghĩ tới điều gì mà lại không nổi đoá lên, chỉ hắng giọng quay người đi tới bàn ăn. Mau đến ăn cơm đi, mẹ con đợi không nổi nữa rồi, Hàn Thành Sơn ngồi trước bàn ăn cười nói. Tài nghệ nấu ăn của Đinh Dũng càng ngày càng lên tay. Ông ăn phần ông đi, bao nhiêu đồ ăn thế này mà vẫn không nhét vừa nổi mồm ông, Lâm Hồng Ngạn dù mặt mày lạnh lùng, còn cau mày nhưng vẫn ngồi xuống và bắt đầu ăn uống. Thấy cảnh này, Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên đưa mắt nhìn nhau bật cười. Tối đó, Lâm Hồng Ngạn dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Hàn Phương Nhiên và Đinh Dũng vào phòng, cuối cùng bà ta tức tối uy hiếp, Đinh Dũng, tên trời đánh nhà cậu mà dám đụng vào con gái tôi thì tôi lột da cậu ra. Một đêm yên tĩnh. Sáng hôm sau Hàn Phương Nhiên đã rời khỏi nhà từ sớm. Đinh Dũng ngủ tới muộn mới bị đánh thức dậy bởi chuông điện thoại. Sư tổ, buổi bán đấu giá chiều nay bắt đầu, con đón người nhé, người gọi tới là Tống Long, không ngờ buổi bán đấu giá lại tổ chức hôm nay. Đinh Dũng sững người một lát, hỏi thiệp mời con có chưa? Kim Tư Kỳ vừa về đã cho người lục trong thùng rác của công ty một lượt, cuối cùng cũng tìm ra tờ giấy mời rồi ạ, Tống Long bật cười. Cho dù không tìm thấy thì chúng con cũng nghĩ ra cách để tới được đó. Được, vậy con tới đón ta, Đinh Dũng đồng ý. Lần này tới buổi bán đấu giá là để chọn quà cho ông nội của Hàn Phương Nhiên, đương nhiên không thể qua loa.
Ninh Dũng cần chứng minh bản thân trong buổi mừng thọ mấy ngày sau đó. Chưa đến nửa tiếng, Tống Long và Kim Tư Kỳ đã tới khu nhà mà Ninh Dũng ở. Ninh Dũng nhanh chóng ra ngoài, mãi tới sau khi xuống tầng lên xe, anh mới thở phào. Đi thôi, ngồi trên xe, Ninh Dũng thấy Kim Tư Kỳ cũng đi cùng thì mới trêu. Ồ, cô Kim không phải không có thời gian sao? Sao lại ở đây thế này? Ai bảo tôi không có thời gian chứ? Nghe Đinh Dũng nói vậy, Kim Tư Kỳ liếc anh một cái, bĩu môi nói. Tống Long thấy vậy thì lắc đầu, nói, Tư Kỳ nói muốn đi với anh Đinh, tiện giữ cho anh không lỡ lại bị lừa. Nghe Tống Long nói vậy, Đinh Dũng cười như mếu, đi tham gia buổi bán đấu giá thôi thì sợ lừa gì chứ? Anh sống hơn 5.000 năm nay, có thứ gì có thể qua được mắt anh chứ? Có điều Đinh Dũng dù nghĩ vậy nhưng lại không thể hiện ra mặt. Anh nhìn Kim Tư Kỳ, cười nói, thật là cảm ơn Chủ tịch Kim, lát nữa phiền Chủ tịch Kim giúp tôi giữ tiền thật tốt nhé. Đương nhiên rồi, Kim Tư Kỳ hắng giọng kiêu kỳ nói. Chiếc xe nhanh chóng di chuyển, chẳng mấy chốc đã tới địa điểm. Buổi bán đấu giá ngày hôm nay được tổ chức trong một phòng họp của một khách sạn lớn. Khi Đinh Dũng đến đây thì bãi đỗ xe ở đây đã đỗ kín xe. Không giống với lần bán đấu giá trước đó diễn ra ở trang viên Thanh Long, buổi bán đấu giá hôm nay mời công khai, về cơ bản chỉ cần là người có chút máu mặt ở thành phố Kim Châu là có thể nhận được giấy mời. Phần lớn những người có chút địa vị ở thành phố Kim Châu cũng sẽ vì lời mời này mà cảm thấy hãnh diện, thậm chí nó còn là minh chứng chứng minh thân phận. Hầu hết mọi người đều muốn thông qua buổi bán đấu giá hôm nay để thể hiện bản thân. Đi thôi, chúng ta vào chọn vị trí trước, Kim Tư Kỳ hất tóc. Kéo xe bước xuống, khí chất ngời ngời. Hôm nay cô mặc một bộ đồ dự tiệc đơn giản màu đen, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành với từng đường cong ngạo nghễ trên cơ thể kéo theo sự thu hút của không ít người. Những người tới đây hôm nay có một số biết Kim Tư Kỳ, chủ tịch bất động sản đỉnh Kim, thiên kim tiểu thư của nhà họ Kim ở Giang Nam. Ôi chao, cô Kim, lâu rồi không gặp, thấy Kim Tư Kỳ, một cậu thanh niên chủ động đi tới chào hỏi. Trông tướng tá hắn ta bình thường nhưng bộ quần áo trên người lại là hàng hiệu. Hắn tới trước mặt Kim Tư Kỳ, hơi khom người thể hiện sự nho nhã, khi định lên tiếng thì nào ngờ Kim Tư Kỳ lại chẳng thèm để ý đến mình, cứ thế đi về phía Đinh Dũng, nói anh Đinh, xin mời. Mời, Tống Long cũng làm tư thế mời. Tống Long thể hiện sự cung kính với Đinh Dũng từ tận đáy lòng vì dù sao thì thân phận bọn họ rõ ràng như vậy. Và lại thực lực của Đinh Dũng cũng đã khiến cậu ta phải nể phục nên lúc này sự cung kính cậu ta thể hiện ra đương nhiên là tâm phục khẩu phục. Đợi đã, Chủ tịch Kim, vị này là ai, thấy Kim Tư Kỳ không để ý đến mình mà tỏ thái độ cung kính với Đinh Dũng, gã thanh niên kia tỏ vẻ không vui, mặt tối sầm cả lại. Kim Tư Kỳ nghe vậy thì chỉ cau mày, liếc hắn ta một cái, thản nhiên nói, anh có bệnh à? Anh ấy là ai thì liên quan gì đến anh? Đừng có ỷ vào bố mình có ít tiền mà đi đến đâu cũng đòi trêu ghẹo lả lơi. Dựa vào anh mà đòi tiếp cận tôi. Nằm mơ đi, nói rồi Kim Tư Kỳ như chút hết bực dọc lên đầu hắn ta, cứ thế kéo tay Đinh Dũng bay ra bộ dạng thân mật. Đinh Dũng sững sờ, sau đó định đẩy Kim Tư Kỳ ra nhưng anh còn chưa kịp làm gì thì Kim Tư Kỳ đã nói, giúp tôi một chút, tên đó không ổn, dựa vào ra thế mà cứ ngày ngày bám dịt lấy tôi. Ồ... Còn có người có thể khiến cho cô hết cách cơ à? Đinh Dũng hiếu kỳ bỏ tay ra, đi về phía trước, vừa đi vừa hỏi đầy tò mò. Thấy cảnh này, Tống Long chợt cau mày nhưng không nói gì và vội đi theo. Tôi không quan tâm anh là ai, dám cướp người con gái của tôi, anh chết chắc rồi, thấy bộ dạng thân mật của Kim Tư Kỳ và Đinh Dũng, lại nghĩ đến sự lạnh nhạt của Kim Tư Kỳ với mình, hắn ta tối sầm mặt. Người đâu, lập tức điều tra thân phận tên kia cho tôi. Vâng. Thiếu gia, một tên bảo vệ đứng cạnh hắn lập tức gật đầu vâng lệnh. Tên kia là đại thiếu gia nhà họ Phùng, đừng thấy hiện giờ nhà họ Phùng chưa được coi là đại gia tộc thì coi thường, gia đình hắn rất giàu có, nếu không phải tôi còn muốn vét chút tiền từ trong túi nhà họ Phùng thì tôi đã cho người đối phó với hắn từ lâu rồi. Thấy bộ dạng hoài nghi đó của Đinh Dũng, Kim Tư Kỳ vội giải thích mối quan hệ của mình với tên kia. Nhà họ Phùng, Đinh Dũng nhướng mày, anh chưa bao giờ nghe thấy tên nhà họ Phùng cả. Thấy Đinh Dũng hỏi vậy, Kim Tư Kỳ bật cười đắc ý, nói, hừ, cái này thì anh không biết phải không, tôi đã nghiên cứu sâu về các thế lực ở Kim Châu. Nhà họ Phùng từng là một trong 9 gia tộc lớn mạnh ở Kim Châu, hiện giờ mặc dù chưa thất thế hẳn nhưng trong gia tộc cũng vẫn rất giàu có. Ở Kim Châu có 9 gia tộc từng là những gia tộc hàng đầu có tiềm năng, có điều,
vì một số nguyên nhân cho nên dần dần lụi bại, thậm chí có gia tộc còn diệt vong. Nhà họ Phùng là một trong 9 gia tộc như vậy. Mặc dù hiện giờ bọn họ không còn ở thời kỳ thịnh vượng nữa, nhưng vẫn còn rất giàu có, Kim Tư Kỳ tự đánh giá, hoàn toàn không để ý đến thái độ của Đinh Dũng. Hiện giờ chúng tôi cần hợp tác với nhà họ Phùng nên tôi không muốn dở mặt luôn. Hóa ra là vậy, Đinh Dũng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu vấn đề. Lúc này cả ba người đã đến cửa khách sạn, hai tên bảo vệ đứng thẳng người trước cửa canh gác. Thấy mấy người phía Đinh Dũng thì bọn họ lập tức giơ cây gậy trong tay ra ngăn lại các người là ai. Đứng lại, tên bảo vệ mặt mày nghiêm túc giơ cây gậy chỉ vào Đinh Dũng. Chúng tôi đến tham gia buổi bán đấu giá, thấy vẻ mặt nghiêm túc đó của tên bảo vệ, Tống Long chủ động tiến lên trước giơ thiếp mời ra. Thấy thiếp mời, tên bảo vệ dịu mặt lại, cầm lấy thiếp mời và nói với ba người bọn họ, mời vào. Đinh Dũng không chút do dự, dẫn hai người đi vào trong, khi tới gần cửa, Kim Tư Kỳ lẩm bẩm, bảo vệ ở đây cũng nghiêm thật, bảo vệ thế này mới đạt yêu cầu chứ. Bảo vệ thông thường khi thấy những nhân vật có máu mặt thì ra vẻ nịnh nọt, thế nhưng hai bảo vệ vừa rồi lại khiến cho Kim Tư Kỳ phải ngạc nhiên. Có điều cô vừa dứt lời thì đã thấy hai tên bảo vệ vừa rồi gật đầu khom lưng với đại thiếu gia nhà họ Phùng, thậm chí đến thiếp mời còn không đòi xem, cứ thế để cho đại thiếu gia nhà họ Phùng đi vào. Khụ khụ, đi thôi, Đinh Dũng hắng giọng, xoa xoa mũi. Kim Tư Kỳ mặt mày gượng gạo nhìn hai tên bảo vệ một cái, còn Tống Long cố kìm nén không bật cười, nói với Đinh Dũng, anh Đinh, Tư Kỳ, chúng ta ngồi bên kia nhé. Hội trường buổi bán đấu giá được bố trí và cải tạo từ một căn phòng họp, phía trước bày hai hàng ghế sofa, phía sau là hàng ghế ngồi hết sức lịch sự. Tống Long chỉ vào hàng ghế ngồi sofa thứ hai. Đinh Dũng nhìn rồi gật đầu, cứ thế bước về bên đó. Khoảng cách giữa các ghế ngồi ở hàng ghế này khá xa nhưng đây là hàng ghế phía trên đầu nên có thể tiện quan sát vật được mang ra đấu giá. Thưa anh không thể ngồi đây, vừa đi tới. Còn chưa kịp ngồi thì một nam nhân viên mặc lễ phục màu đen, trên áo có in logo của khách sạn đi tới chỉ vào hàng ghế phía sau, anh có thể ngồi bên kia ạ. Là sao, Đinh Dũng sững người, cau mày. Nghe cậu nhân viên nói vậy, Tống Long lập tức đi tới cau mày nói, tại sao lại không được ngồi ở đây, cậu dựa vào đâu mà bắt chúng tôi ngồi sau. Tống Long là người đề xuất ngồi ở đây, hiện giờ cậu nhân viên kia nói không được ngồi ở đây. Há chẳng phải là đang tát vào mặt Tống Long sao? Rất xin lỗi, đây là chỗ ngồi chúng tôi để cho khách quý, không phải ai cũng có thể ngồi đây được. Nhân viên phục vụ ở khách sạn nhìn thẳng vào Tống Long, nhếch miệng mỉa mai. Ý của cậu là chúng tôi không đủ tư cách ngồi đây, Kim Tư Kỳ mặt mày lạnh lùng, hắng giọng. Đây là lần đầu tiên cô ta gặp phải tình huống thế này, cô ta đường đường là người cầm quyền của bất động sản đỉnh kim mà lại bị một tên nhân viên phục vụ thế này nói không đủ tư cách ngồi đây. Và lại bên cạnh cô ta còn là một nhân vật thần bí khó dò như Đinh Dũng, một đồ đệ của Nam Hoàng nhà họ Kim, ba người đến buổi đấu giá của một khách sạn hạng 2 lại bị nói là không đủ tư cách ngồi ghế đầu. Ha ha, chị là, nghe Kim Tư Kỳ nói vậy, cậu nhân viên kia mới bật cười. Hỗn láo, cậu đúng là loại có mắt như mù, có biết đây là ai không hả, đúng lúc này, đại thiếu gia nhà họ Phùng đi tới, thấy Kim Tư Kỳ thì lên tiếng, Tư Kỳ, em ngồi đây. Anh xem ai dám đụng đến em. Kẻ nào dám đụng đến em thì kẻ đó không thoát khỏi tay Phùng Tử Kính anh được. Phùng đại thiếu gia chắp tay sau lưng nhìn Kim Tư Kỳ. Kim Tư Kỳ nghe vậy thì cau mày, lên giọng thế nào, tôi không đủ tư cách ngồi đây sao? Câu này của cô nói ra là để cho tên Phùng thiếu gia kia nghe và cũng là nói để cho cậu nhân viên phục vụ kia nghe. Đương nhiên là đủ, đường đường là tổng giám đốc của bất động sản đỉnh Kim, sao có thể không đủ tư cách ngồi đây được? Phùng Tử Kính lập tức gật đầu, giơ ngón tay cái lên tán thưởng nhưng sau đó lại đổi giọng. Chủ tịch Kim đương nhiên có thể ngồi đây nhưng những kẻ tạp nham khác thì tôi nghĩ là không đủ tư cách, dù gì thì khách quý ở đây cũng rất nhiều. Dứt lời, ánh mắt Phùng Tử Kính liếc về phía Đinh Dũng. Cảm nhận được ánh mắt coi thường đó của hắn ta, Đinh Dũng bất giác cau mày. Anh nhận ra hắn đang cố ý gây sự, coi mình là tình địch. Hỗn lão! Cậu là cái thá gì mà cũng xứng nói những câu này với anh Đinh, Tống Long tức tối, cau mày nạt lại. Cậu mới hỗn lão, cậu là cái thá gì mà dám nói năng như thế với Phùng đại thiếu gia? Muốn chết phải không, Phùng Tử Kính còn chưa nói gì thì một cô gái bên cạnh hắn ta chỉ thẳng vào Tống Long mà mắng nhiếc.
Dù Phùng Tử Kính có hơi thay đổi thái độ nhưng hắn lại không hề có ý ngăn cản cô gái bên cạnh mình. Hắn ta nhếch miệng bật cười nhìn Đinh Dũng và Tống Long, thái độ hết sức coi thường. Cô là cái thá gì? Cô mà biết được thân phận của anh ấy thì sẽ không hỏi như vậy đâu, Kim Tư Kỳ bật cười nhưng cũng không nói rõ ràng. Cô quay người nhìn về phía nhân viên khách sạn, tôi hỏi cậu lần nữa, chúng tôi có thể ngồi đây không? Đây, cậu nhân viên kia do dự một lát rồi nhìn sang Phùng Tử Kính. Sau khi biết thân phận của Kim Tư Kỳ, hắn bắt đầu hối hận, nhưng lại không dám đắc tội với Phùng Tử Kính. Lúc này hắn cảm thấy rất bối rối. Ở đây bao nhiêu khách quý như vậy, một câu nói của Chủ tịch Kim mà lấy về ba chỗ, e rằng không công bằng với những người khác, Phùng Tử Kính nhếch miệng, nhìn Kim Tư Kỳ và Đinh Dũng nói. Cho dù tôi đồng ý thì tôi nghĩ những người khác cũng không đồng ý, phải không nào? Phùng Thiếu Gia nói không sai, tôi là người đầu tiên không đồng ý. Đúng lúc này ở phía xa đột nhiên vang lên một giọng nói. Giọng nói này rất quen, Đinh Dũng quay đầu lại nhìn, sau khi nhìn rõ người này, anh không khỏi cau mày, tên này sao lại cảm thấy có chút kỳ quặc nhỉ? Người đến không phải ai khác mà chính là kẻ đối đầu với Đinh Dũng, đại thiếu gia nhà họ Viên, Viên Thiếu Khang. Có điều Viên Thiếu Khang lúc này không còn tỏ ra non nớt như trước nữa. Hắn thản nhiên đi lại, không hề nhìn Đinh Dũng với thái độ hằn học. Cả hội trường cũng chỉ có vài chỗ, Chủ tịch Kim không thể để người hầu của mình ngồi đây được chứ. Hóa ra là Viên Thiếu Gia, Đinh Dũng nhếch miệng, chăm chú nhìn Viên Thiếu Khang. Anh Đinh, lâu rồi không gặp, điều khiến Đinh Dũng phải bất ngờ đó chính là khuôn mặt Viên Thiếu Khang lại không hề tỏ ra do dự, hắn nhếch miệng nhìn Đinh Dũng. Không ngờ người đứng sau anh lại là Chủ tịch Kim, chẳng trách. Nghe vậy, Đinh Dũng không khỏi cau mày, tên này sao lại có vẻ khác thường thế nhỉ? Giống như biến thành người khác vậy. Ha ha, Viên Thiếu Gia tới đây mà không đón tiếp từ xa, thật thất lễ quá, thấy Viên Thiếu Khang đến, có một người lập tức đi tới, có lẽ là người trong ban tổ chức của buổi đấu giá. Còn Phùng Tử Kính lại chắp tay, nói, Viên Thiếu Gia, anh đến thật đúng lúc, Tổng Giám Đốc Kim dẫn người muốn chiếm chỗ, anh xem thế nào. Tôi không phải nói rồi sao, Viên Thiếu Khang nhếch miệng cười nhạt, quay đầu nhìn sang Đinh Dũng. Tổng Giám Đốc Kim đương nhiên có thể ngồi ở đây nhưng kẻ nô bộc mà đòi ngồi đây thì há chẳng phải là làm quá sao. Nếu như chúng ta ai cũng dẫn 10 người làm đến thì vị trí này liệu có đủ không? Viên Thiếu Khang nói rất thản nhiên nhưng đến tai Kim Tư Kỳ lại khiến cô khó chịu. Anh Đinh không phải người làm của tôi, Kim Tư Kỳ cau mày hắng giọng. Lúc này giọng nói của cô tỏ rõ sự lạnh lùng, bị mấy tên này cùng công kích, Kim Tư Kỳ đương nhiên không thể giữ bình tĩnh hơn được. Ồ! Không phải sao, Viên Thiếu Khang mỉa mai nhìn sang Đinh Dũng. Nếu không phải thì sao anh ta lại vào đây được? Anh có giấy mời không? Hắn ta dứt lời, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Đinh Dũng. Mặc dù Đinh Dũng đã từng làm những việc kinh thiên động địa nhưng quần áo anh mặc trên người vẫn là những bộ quần áo trước kia của Đinh Dũng cũ. Lúc này những người xung quanh nhìn cách ăn mặc của Đinh Dũng thì bắt đầu bàn tán xôn xao. Đề nghị anh đưa thiệp mời ra, nghe vậy. Người phụ trách trong ban tổ chức nhìn Đinh Dũng cau mày nói. Tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ kiểm tra mỗi một người để tránh có kẻ trà trộn vào gây rắc rối, mong anh hợp tác. Tôi không có giấy mời, Đinh Dũng thản nhiên nói. Đợi đã, anh Đinh là bạn tôi, Kim Tư Kỳ lập tức lên tiếng. Nói vậy thì cậu ta chính là người mà Chủ tịch Kim dẫn tới, người phụ trách trong ban tổ chức cau mày hỏi lại. Kim Tư Kỳ không hề phủ nhận. Cô nhìn người này, tôi không biết các anh đã mời những ai nhưng nếu như hai chúng tôi không thể ngồi đây thì tôi cũng không tham gia buổi đấu giá này nữa. Nghe vậy, người phụ trách kia thay đổi hẳn sắc mặt còn Phùng Tử Kính lại cuống lên. Hắn ta muốn nhằm vào Đinh Dũng và Tống Long nhưng bây giờ khác gì lại đang đuổi Kim Tư Kỳ đi chứ? Hai, Chủ tịch Kim, tôi, Phùng Tử Kính khoát tay, vừa định giải thích thì cô gái ở bên cạnh hắn lên giọng. Cô muốn tham gia thì tham gia. Cô tưởng rằng ở đây thiếu cô thì không được chắc. Bốp, Phùng Tử Kính tối sầm mặt lại, cứ thế vung tay bạt cho cô gái kia một bạt, gằn lên, cô im miệng cho tôi, sao có thể nói với Chủ tịch Kim những lời như thế hả? Vâng, bị Phùng Tử Kính giáng cho cái bạt, cô gái kia bụng mặt sợ hãi, không dám nói thêm lời nào. Thôi bỏ đi, chúng ta đi, Đinh Dũng lắc đầu nói. Người ta đã không hoan nghênh thì chúng ta cũng không cần phải làm khó họ. Nói rồi. Đinh Dũng đi ra ngoài trước, còn Kim Tư Kỳ và Tống Long vội đi theo sau. Tên này cũng biết diễn lắm, cũng không xem mình đang đứng ở đâu,
bớt đi hắn cũng chẳng nhằm nhò gì, thấy ba người phía Đinh Dũng bỏ đi, có người lắc đầu coi thường. Mặc dù bất động sản Đỉnh Kim là tập đoàn dẫn đầu trong lĩnh vực bất động sản nhưng nhà họ Viên cũng có thể tranh giành vị trí đó. Hiện giờ bọn họ cũng chẳng qua lại với Kim Tư Kỳ nên cũng chẳng sợ Kim Tư Kỳ nghe thấy. Thực ra thì Kim Tư Kỳ cũng chẳng coi bọn họ ra gì. Đinh Dũng đã nói không tham gia thì bỏ đi thôi, ngoài việc cảm thấy có đôi chút bất bình ra thì cô cũng không thấy tức tối gì. Đúng lúc này có một đám người đi từ cửa vào, thấy Đinh Dũng thì vội tiến lên. Anh Đinh cũng ở đây sao, người đến chính là Trương Bồi Sơn. Hắn dẫn theo cả toán người đi vào cùng với bố hắn là Trương Thiệu Thích. Đinh Dũng gật đầu nhìn sang Trương Thiệu Thích, cười nói, ông Trương, lâu rồi không gặp. Cậu Đinh, lâu rồi không gặp, Trương Thiệu Thích nhanh chóng giơ tay ra bắt tay với Đinh Dũng. Từ sau lần trước Đinh Dũng giúp con trai ông ta là Trương Bồi Sơn giành lấy địa bàn phía quán Ba Khuynh Thành, ông ta vẫn luôn ngưỡng mộ Đinh Dũng, lúc này thấy Đinh Dũng, ông ta đương nhiên không dám chậm trễ. Mọi người đang, người ta không hoan nghênh chúng tôi, đuổi chúng tôi đi, Kim Tư Kỳ khoát tay bất lực. Người ta nói có chúng tôi hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Ồ, có việc này sao, Trương Thiệu Thích cau mày. Lúc này người phụ trách buổi bán đấu giá đi đến, anh ta chắp tay cung kính cười nói với Trương Thiệu Thích, ông Trương tới mà chưa đón tiếp được từ xa, thật ngại quá. Chủ tịch Kim nói có phải không, thấy Trương Thiệu Thích không quan tâm đến mình, anh ta liền nhìn sang Đinh Dũng hỏi. Đinh Dũng nhướng mày, cười nói, tôi thấy buổi bán đấu giá nhỏ này cũng chẳng có gì hay ho mà tham gia, chỉ bằng đi uống tách trà nói chuyện, tránh lãng phí thời gian. Hừ, cậu cũng thật biết diễn, buổi bán đấu giá của chúng tôi nhỏ sao? Cậu là người đầu tiên dám nói thế đấy, đúng là ngông cuồng, người phụ trách bật cười. Nói rồi, người này chợt quay sang chắp tay với Trương Thiệu Thích, nói, Trương lão đại, mời ông vào trong. Thôi bỏ đi, nào ngờ Trương Thiệu Thích lại khoát tay chắp tay ra sau nói. Cậu Đinh đã nói vậy thì ở đây cũng chẳng thú vị gì. Hay là tôi chủ trì, chúng ta tới quán trà ngồi. Cậu Đinh thấy sao, Trương Thiệu Thích bật cười nhìn sang Đinh Dũng. Cách làm của Trương Thiệu Thích rõ ràng là nể mặt Đinh Dũng, đến Kim Tư Kỳ cũng phải quay sang nhìn Trương Thiệu Thích lâu hơn chút nữa. Kim Tư Kỳ cũng đã từng nghe danh tiếng ông ta, biết ông ta là nhân vật lão đại có thế lực trong thế giới ngầm ở Kim Châu, không ngờ đến ông ta cũng phải khách khí như vậy với Đinh Dũng. Ông Trương, ông có ý, người phụ trách kia tái mét mặt. Vậy thì tốt, vừa hay tôi có một số chuyện muốn nói với ông, Đinh Dũng bật cười, đương nhiên biết Trương Thiệu Thích nể mặt mình. Mặc dù anh không cần người khác phải nể mặt mình nhưng dù gì anh và Trương Bồi Sơn cũng có quen biết, và lại anh còn định thông qua nhà họ Trương để kiểm soát thế lực trong thế giới ngầm ở Kim Châu. Nghe Trương Thiệu Thích nói vậy, người phụ trách này thay đổi hẳn sắc mặt. Lần này anh ta được giao nhiệm vụ tới đây để tổ chức buổi bán đấu giá, vì mục đích lôi kéo những nhân vật có máu mặt, tiện thể kiếm tên ít tiền từ một số cổ vật. Lần này anh ta mời có vài nhân vật có máu mặt đến. Kim Tư Kỳ không tham gia anh ta còn có thể chấp nhận nhưng nếu như đến Trương Bồi Sơn cũng không tham gia thì anh ta thật sự rất khó ăn nói. Không phải tôi không nể mặt cậu, Trương Thiệu Thích vỗ vai người phụ trách. Ai bảo cậu Đinh nói chỗ bán đấu giá này không thú vị, cậu ấy không tham gia tôi cũng không tham gia nữa. Tôi, người phụ trách như sắp khóc đến nơi, há miệng định nói gì đó nhưng lại không nói nổi nên lời. Người này rốt cục là ai? Sao đến Trương lão đại mà cũng phải nể mặt như vậy, vừa rồi anh ta còn mỉa mai Đinh Dũng, lúc này thấy vậy thì khẽ giọng lẩm bẩm. Nếu nói có người không biết Kim Tư Kỳ thì còn là bình thường vì dù sao Kim Tư Kỳ cũng vừa từ Giang Nam tới, nhưng Trương Thiệu Thích thì lại khác, ông ta làm mưa làm gió ở đất Kim Châu không biết bao nhiêu năm trời, những ngày gần đây lại còn thôn tính cả địa bàn của hội Hắc Mã khiến không ít người phải trầm trồ. Người mà đến cả Trương lão đại còn nể mặt thì có thể là người bình thường sao? Đã có không ít người đoán ra được thân phận của Đinh Dũng. Đúng lúc này bên ngoài vang lên một loạt âm thanh. Ngay sau đó có hai người đàn ông trung tuổi bước vào, bên cạnh một trong hai người đàn ông kia có một cô gái trông rất xinh đẹp khiến người ta không khỏi trầm trồ. Là bí thư Ngụy đến, thấy hai người đi tới, mọi người đều thay đổi sắc mặt. Ai cũng biết buổi bán đấu giá này thu hút người ta không chỉ bởi vật đấu giá mà còn có lời đồn về sự xuất hiện của hai lãnh đạo đứng đầu thành phố. Đây cũng chính là lý do khiến người ta nhận thấy khả năng tổ chức buổi đấu giá này thế nào. Không ngờ hai vị lãnh đạo nổi danh ở Kim Châu lại tới tham gia, điều này càng làm tăng thêm sự trang trọng cho buổi đấu giá.
Bên tổ chức quả là có thực lực, đến hai vị này mà cũng mời tới được. Đúng vậy, tôi thấy phía Trương lão đại không tới tham gia thì thôi, chỉ cần có hai vị này tới đây thì bọn họ cũng chẳng là gì. Xuyệt, nói khẽ không người ta nghe thấy. Thấy Ngụy Kiến Quốc và Lý Hải Dân đến, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý về phía hai người này hơn, dù sao đây cũng là hai nhân vật tai to mặt lớn có quyền nhất ở thành phố Kim Châu này, là đại diện cho pháp luật và chính nghĩa ở đây. Cho dù thế lực của Trương lão đại có lớn mạnh thế nào thì cũng không thể so sánh với hai vị này được. Bí thư Ngụy, cuối cùng ông cũng đến rồi, thấy Ngụy Kiến Quốc và Lý Hải Dân đến, người phụ trách không để ý đến Trương Thiệu Thích và Đinh Dũng nữa, cứ thế đi lên trước tiếp đón. Sao bọn họ lại tới đây, Trương Thiệu Thích cau mày. Ông ta là lão đại ở thế giới ngầm này, đương nhiên không muốn đụng mặt với hai người này, lúc này thấy bọn họ thì không khỏi cảm thấy mất tự nhiên. Muốn xưng bá Kim Châu, không giao thiệp qua lại với bọn họ sao mà được, thấy thái độ đó của Trương Thiệu Thích, Đinh Dũng mới hạ giọng nói, sau đó chủ động tiến lên trước. Đã quyết định giúp đỡ hai bố con Trương Thiệu Thích ngồi lên vị trí hoàng đế trong thế giới ngầm ở thành phố Kim Châu, vậy thì Đinh Dũng chẳng có gì mà phải kiêng dè. Ôi chao, anh Lý đoán xem tôi thấy ai đây, Lý Hải Dân đương chào hỏi với những người khác thì đột nhiên bị Ngụy Kiến Quốc kéo áo. Ai? Lý Hải Dân sững người nhìn sang Ngụy Kiến Quốc. Khi ông ta nhìn thấy Đinh Dũng thì đột nhiên thay đổi hẳn sắc mặt. Ông ta cười vui vẻ, quay sang nhìn Ngụy Kiến Quốc và lập tức đi tới. Hai vị tới tham gia, xin mời vào trong ạ, người phụ trách mặt mày niềm nở. Chỉ cần hai vị này ở đây thì kể cả là Trương lão đại hay Kim Tư Kỳ không tham gia cũng chẳng sao cả. Thế nhưng anh ta còn chưa kịp phản ứng lại thì Ngụy Kiến Quốc và Lý Hải Dân cứ thế đi qua người anh ta, tỏ thái độ không quan tâm. Điều này khiến người phụ trách ngỡ ngàng, vội quay đầu nhìn. Chỉ thấy Ngụy Kiến Quốc và Lý Hải Dân đang đi về phía Đinh Dũng, trong đó Lý Hải Dân còn cười vỗ vai Đinh Dũng, nói, không ngờ chú Đinh cũng ở đây. Không ngờ có thể gặp chú Đinh ở đây, lát nữa tham gia buổi bán đấu giá xong, tối nay chúng ta lại gặp gỡ tí nhỉ, Ngụy Kiến Quốc vỗ vai Đinh Dũng cười nói. Lời nói của hai vị này khiến tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ. Đặc biệt là người phụ trách khâu tổ chức kia cũng như Viên Thiếu Khang và Phùng Tử Kính. Bọn họ không ngờ nổi Đinh Dũng lại quen biết với hai vị này. Thông qua cuộc trò chuyện đơn giản đó của ba người bọn họ, người ta liền nhận ra rằng cả ba người không chỉ dừng lại ở mức độ quen biết mà hai người bọn họ còn gọi Đinh Dũng là chú Đinh, mối quan hệ không hề bình thường. Bí thư Ngụy mời cậu Đinh uống rượu sao, mấy người phía Trương Thiệu Thích đều hít sâu, gãi gãi tai chỉ sợ mình đang nghe nhầm. Không phải đợi lát nữa đâu, giờ đi luôn thôi, nghe Ngụy Kiến Quốc nói vậy, Đinh Dũng mới nhướng mày đáp lại. Ngụy Kiến Quốc và Lý Hải Dân sững người, không phải Đinh Dũng tới tham gia buổi bán đấu giá sao? Lý Hải Dân không khỏi cau mày, hỏi Đinh Dũng, Đinh lão đệ, chú không đợi buổi bán đấu giá kết thúc mới đi sao? Tôi nghe nói những đồ trong buổi đấu giá hôm nay đều rất hay nên mới cùng anh Ngụy qua đây, nói rồi, Lý Hải Dân và Ngụy Kiến Quốc nhìn nhau. Vốn dĩ bọn họ không định tới có điều nghe nói có món đồ của nhà họ Liễu xếp cuối, mà Ngụy Kiến Quốc lại đam mê món này nên muốn tới đây xem. Có điều bọn họ cũng không định tham gia đấu giá vì đối với hai lãnh đạo hàng đầu mà nói thì tiền lương hàng tháng không đủ để bọn họ vung tay mua những món đồ với giá trên trời ở đây được. Vốn dĩ em cũng định tới xem để mở mang tầm mắt, có điều người ta lại nói em không đủ tư cách nên em cũng chẳng còn cách nào khác, Đinh Dũng nói. Nghe vậy, Ngụy Kiến Quốc và Lý Hải Dân tối sầm mặt lại còn người phụ trách kia thì tái mét mặt, vội đi tới nói với Đinh Dũng bằng giọng run run, tôi không nói cậu không đủ tư cách, thực sự thì do cấp dưới của tôi không biết nhìn, lại thêm hàng ghế sofa kia có hạn nên. Ồ, vừa rồi các anh còn coi tôi là người làm của Chủ tịch Kim mà, hình như lúc đó các anh không nói như vậy, Đinh Dũng mỉa mai. Chú Đinh đã không tham gia nữa thì chúng tôi cũng không tham gia nữa. Ngụy Kiến Quốc nhìn Lý Hải Dân. Lý Hải Dân nghe vậy đương nhiên hiểu ý nên gật đầu, nói, thôi bỏ đi, chúng ta tìm quán trà nói chuyện với chú Đinh đây tí, tôi thấy buổi đấu giá này cũng không có gì thú vị. Đừng mà, hai vị lãnh đạo còn chưa vào, sao có thể nói là không thú vị được ạ, người phụ trách kia tái mét mặt, anh ta mời mấy nhân vật có máu mặt đến được đây rồi mà đến hai vị này cũng đi thì buổi đấu giá này chẳng lạnh lẽo quá sao, tới lúc đó bên trên trách tội xuống thì anh ta không thể đỡ nổi. Chú Đinh đây nói vô vị thì là vô vị, Lý Hải Dân vỗ vai người phụ trách nói đầy ý tứ. Cậu Đinh, là do tôi có mắt như mù, xin cậu lượng thứ,
tôi sẽ sắp xếp chỗ cho cậu đây. Người phụ trách kia lập tức hiểu ra vấn đề, lúc này vội nói giọng cầu xin. Anh ta cảm thấy rất hối hận vì đã đụng tới Đinh Dũng. Vì để tránh có nhiều nhân vật có tiếng tăm rời đi cùng lúc, anh ta cũng chỉ có thể bước ra bấm bụng lên tiếng. Xin cậu Đinh thứ lỗi, buổi đấu giá lần này có rất nhiều vật phẩm rất tốt, tôi tin cậu nhất định có thể gặp được thứ mình thích. Không cần nữa, tôi chuẩn bị đi uống trà với vài người bạn rồi, Đinh Dũng khoát tay cố ý nói. Thực ra anh cũng muốn tham gia buổi đấu giá lần này vì dù sao anh cũng muốn tới để chọn quà tặng cho ông lão Hàn, thế nhưng, thái độ của người phụ trách này lại khiến anh cảm thấy khó chịu. Quả nhiên, nghe Đinh Dũng nói vậy, người phụ trách kia như sắp khóc đến nơi, anh ta vội nói, cậu Đinh, tôi phải làm sao cậu mới ở lại đây? Được rồi, không phải các anh không chào đón chúng tôi sao? Lúc này, Kim Tư Kỳ khoanh tay trước ngực hắng giọng nói, dù sao thì cũng đều không chào đón chúng tôi. Vậy chúng ta rời khỏi đây thôi. Là tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn, đều lỗi tại tôi cả, các vị xin lượng thứ, nói rồi, anh ta tự bạt cho mình một cái, bưng mặt khóc lóc. Đều là lỗi tại tôi, xin các vị đừng đi, xin cho tôi cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Ha ha, hà tất phải như thế chứ, có người thấy cảnh này thì lắc đầu. Cho dù bọn họ không tham gia thì chẳng phải là có rất nhiều người như chúng tôi đây sao? Anh thì hiểu cái gì? Buổi đấu giá lần này mục đích là để lôi kéo những nhân vật tai to mặt lớn đến đây, và lại một số vật phẩm quý giá cũng đều được chuẩn bị. Nếu không có bọn họ thì những vật phẩm kia rất dễ bị ngó lơ, nghe người kia nói vậy, lập tức có người phản bác lại. Nghe đám đông lần lượt bàn tán, người phụ trách mặt tối sầm cả lại, nghiến răng chỉ vào Phùng Tử Kính, đều tại hắn ta, đều không phải hắn ta kích động thì sẽ không xảy ra những chuyện thế này. Hai, sao anh có thể nói thế chứ? Có liên quan gì tới tôi chứ? Phùng Tử Kính nghe vậy thì nhảy dựng lên. Mặc dù hắn ta là đại thiếu gia nhà họ Phùng nhưng nhà họ Phùng vốn đã thất thế từ lâu, và lại còn ở trước mặt hai vị lãnh đạo thế này, hắn ta không dám hống hách, hắn phải để lại ấn tượng tốt đẹp, tránh cho gia tộc thêm phiền phức. Chúng ta đi thôi, Đinh Dũng không quan tâm tới Phùng Tử Kính nữa, cứ thế đi ra ngoài. Thấy Đinh Dũng rời đi, cả đoàn người cũng đi theo, trông khí thế vô cùng. Người lèo lái bất động sản đỉnh Kim, hai vị lãnh đạo của thành phố Kim Châu, lại thêm lão đại họ Trương trong thế giới ngầm, tất cả đều là những nhân vật tầm cỡ ở thành phố Kim Châu. Cậu Đinh, tôi sai rồi, người phụ trách kia như vỡ òa. Anh ta vội chạy tới quỳ xuống đất, nắm lấy gấu quần Đinh Dũng. Đều tại tôi cả, cái mắt chó của tôi không biết nhìn, cậu Đinh, xin cậu tha cho tôi lần này. Không ai ngờ nổi người phụ trách kia lại quỳ xuống khẩn cầu trước mặt Đinh Dũng. Thấy cảnh này, có người sững sờ, đến cả Viên Thiếu Khang cũng phải giật mình thót tim, không khỏi cau mày. Vốn dĩ hắn muốn sỉ nhục Đinh Dũng, hạ bệ Đinh Dũng nhưng nào ngờ Đinh Dũng lại quen biết với bao nhiêu nhân vật tai to mặt lớn thế này, điều này khiến hắn phải ngỡ ngàng. Viên Thiếu Khang có thể coi là đối thủ của Đinh Dũng. Nếu như Đinh Dũng có mối quan hệ rộng thế này thì hắn phải suy nghĩ lại việc đắc tội với Đinh Dũng sẽ phải đối đầu với những chuyện gì. Nếu như chỉ là một nhà họ Kim ở Giang Nam thì hắn có thể không coi ra gì vì dù sao nhà họ Kim có muốn làm gì nhà họ Viên cũng khá tốn sức, nhưng ngoài Trương lão đại gia còn có hai vị lãnh đạo thành phố kia thì kết quả lại khác rồi. Đinh Dũng cau mày như không ngờ anh ta lại quỳ dưới đất như vậy. Thấy Đinh Dũng cau mày, Ngụy Kiến Quốc định nhắc nhở Đinh Dũng tốt nhất nên có chừng mực thì Đinh Dũng đột nhiên khoát tay, được rồi, anh đã nói thế thì tôi cũng sẽ tha cho anh. Có điều, nói tới đây. Đinh Dũng lại ngừng một lát. Người phụ trách kia nghe vậy thì như được đại xá, vội đứng lên chắp tay nói, chỉ cần là việc tôi có thể làm thì tôi sẽ dốc sức. Đinh Dũng không nói gì mà nhìn sang Phùng Tử Kính và Viên Thiếu Khang. Cảm nhận được ánh mắt đó của Đinh Dũng, Phùng Tử Kính và Viên Thiếu Khang đột nhiên khựng lại, đặc biệt là Viên Thiếu Khang lúc này đang cau mày. Lần này hắn tới đây là vì nghe nói có món đồ hiếm có, hắn không thể để lọt món đồ đó được. Tôi hiểu rồi. Thấy ánh mắt đó của Đinh Dũng, người phụ trách liền gật đầu. Sau đó người phụ trách kia liền đi tới phía Viên Thiếu Khang và Phùng Tử Kính, bấm bụng nói, hai vị, xin vui lòng nhường chỗ cho cậu Đinh. Cái gì, anh bảo tôi nhường chỗ cho anh ta, Phùng Tử Kính nghe vậy thì nhảy dựng lên. Hắn là đại thiếu gia nhà họ Phùng, chưa bao giờ phải chịu nỗi ấm ức như vậy. Bảo hắn ta nhường ghế sofa cho Đinh Dũng, lại còn trước mặt con gái như vậy. Không được. Bao nhiêu vị trí như vậy, sao tôi lại phải nhường cho anh ta, Phùng Tử Kính bĩu môi nhìn Đinh Dũng.
bảo anh ta ngồi đi, cũng chẳng phải là tôi hết chỗ rồi. Nghe vậy, người phụ trách kia mới thở phào. Thực ra anh ta không có ý định đuổi Phùng Tử Kính xuống hàng ghế dưới mà chỉ là không muốn Phùng Tử Kính và Đinh Dũng tranh giành vị trí ghế sofa này thêm thôi. Được rồi, không tính toán với bọn họ nữa, Đinh Dũng nhìn hai người này một cái, sau đó nói chúng ta tới bên kia. Nói rồi, cả đoàn người đi tới dãy ghế sofa khác. Mọi người ngồi cạnh Đinh Dũng thành cả hàng dài, những người còn lại thấy thế chỉ biết hậm hực mà không dám nói lời nào, đến cả Viên Thiếu Khang cũng vậy. Hắn nheo mắt nhìn Đinh Dũng, nếu không phải có một vật mình cần giành lấy thì cũng chẳng cho hắn ta giải quyết việc này đơn giản thế được. Vừa hay lúc này Đinh Dũng quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt đó của Viên Thiếu Khang, ánh mắt hai người gặp nhau. Cảm nhận được ánh mắt đó của Viên Thiếu Khang, Đinh Dũng khẽ rùng mình. Cảm giác này anh chưa bao giờ cảm nhận được từ phía Viên Thiếu Khang trước đó. Ôi chao, Tổng Giám Đốc Trịnh, cuối cùng ông cũng đến rồi. Thấy buổi đấu giá sắp bắt đầu, bên ngoài lại một lần nữa náo động. Một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi hoa màu vàng, tướng mạo trông chẳng tử tế gì cho cam, ông ta đeo một cặp kính mờ màu vàng, trên đỉnh đầu chỉ còn hai sợi tóc. Nghe nói cậu có thứ đồ hay ho muốn đấu giá nên tôi mới tranh thủ thời gian tới xem thế nào. Tổng Giám Đốc Trịnh xua tay cực kỳ kiêu ngạo, đi theo trợ lý tới hàng ghế đầu tiên, chỉ vào Trương Bồi Sơn ở bên đang định lên tiếng thì bỗng thấy Ngụy Kiến Quốc và Lý Hải Dân bên cạnh, sắc mặt ông ta thoáng cứng đờ. Ngụy Kiến Quốc nhíu mày nhìn về phía Tổng Giám Đốc Trịnh, mặc dù không lên tiếng nhưng vẻ mặt ông ta như muốn hỏi ông muốn làm gì. Anh Ngụy và anh Lý cũng ở đây à? Ha ha ha, tôi ngồi bên này. Tổng Giám Đốc Trịnh vội vàng cụp ngón tay lại, mỉm cười chỉ vào ghế trống bên cạnh rồi ngồi xuống sofa. Mà lúc này cũng đã tới giờ bắt đầu buổi đấu giá. Địa điểm tổ chức buổi đấu giá lần này tuy không lớn như trang viên Thanh Long, nhưng ưu điểm là có thể nhìn rõ vật đấu giá chứ không cần phải dướn cổ lên cũng không thấy như lần trước. Xin chào tất cả mọi người, tôi là người dẫn chương trình của buổi đấu giá hôm nay, mọi người hãy gọi tôi là Lão Phùng. Người dẫn chương trình đã có tuổi, ước chừng khoảng ngoài 50, tóc đã điểm bạc. Lão Phùng, không ngờ hôm nay ông cũng xuống núi rồi. Này, không phải vì thiếu tiền nên ông mới xuống núi đó chứ Lão Phùng. Thấy Lão Phùng trên sân khấu, nhiều người dưới khán đài bắt đầu nói đùa. Lão Phùng là người dẫn chương trình bán đấu giá kỳ cựu, ông đã làm nghề dẫn chương trình này cả đời. Ông không chỉ nắm rõ độ thật giả của vật đấu giá mà những vật đấu giá qua tay ông chưa bao giờ có hàng giả. Ha ha ha, cảm ơn sự ưu ái của mọi người, lần này một người bạn già của tôi mời tôi xuất sơn, mọi người cũng đều biết danh tiếng của Lão Phùng tôi rồi đấy. Lần này để tránh cho có người nghi ngờ tính xác thực của vật đấu giá nên tôi đã đích thân ra mặt. Nói đến đây, Lão Phùng cố ý ra vẻ thần bí, còn người bạn già đó là ai thì tôi tạm thời giữ bí mật. Tôi tuyên bố, buổi đấu giá hôm nay chính thức bắt đầu. Lời Lão Phùng vừa dứt, một người phụ nữ mặc sườn xám bưng một khay gỗ xoan đào đến, cô ấy cẩn thận đặt khay gỗ lên sân khấu rồi lùi lại. Ánh mắt tất cả mọi người đều bị vật phẩm đầu tiên thu hút, vật đấu giá có thể khiến Lão Phùng ra mặt thì chắc chắn sẽ không tầm thường, cũng chỉ có vật quý giá thật sự mới có thể khiến ông ấy phải suy nghĩ. Điều này không phải không có căn cứ. Khi Lão Phùng từ chối mức giá thuê trên trời 10 triệu thì đã nổi tiếng, cũng khẳng định danh tiếng không đấu giá hàng giả của ông. Vật phẩm đấu giá đầu tiên tuy không phải thứ tốt nhất trong buổi đấu giá này, nhưng nó lại là thứ tôi rất thích, mong mọi người có thể tích cực đấu giá. Lão Phùng mỉm cười, thả câu mọi người trước rồi nhìn vào ánh mắt mong đợi của họ, giá khởi điểm của vật phẩm này là 10 triệu, mỗi lần tăng không được dưới 1 triệu. Dứt lời. Lão Phùng mở chiếc khăn trên khay gỗ ra cho mọi người thấy vật phẩm đấu giá đầu tiên. Một khối ngọc tỷ màu xanh sẫm, không biết làm từ chất liệu gì, rất nhiều người đã bị nó thu hút, chỉ nhìn một lần là sẽ bị hút sâu vào trong. Hiển nhiên Lão Phùng biết chuyện này, trên môi ông ta nở nụ cười kỳ quái, không nhìn ngọc tỷ một lần đã nói, tôi cũng không biết khối ngọc tỷ này được làm bằng vật liệu gì, nhưng chất liệu của nó cực kỳ cứng, qua kiểm tra thì tôi chắc chắn không phải là chất liệu nhân tạo. Cũng có nghĩa chất liệu của khối ngọc tỷ này là từ tự nhiên, trong suốt và cứng hơn ngọc thạch, hơn nữa còn được chạm khắc tinh xảo, chỉ là không biết được vị đại sư nào điêu khắc nên mới có mức giá khởi điểm thấp nhất là 10 triệu. Lời Lão Phùng vừa dứt, ánh mắt mọi người đều bị thu hút vào khối ngọc tỷ, chỉ có Đinh Dũng cau mày nhìn nó, đúng lúc này anh đột nhiên quay đầu lại, trông thấy Viên Thiếu Khang đang nheo mắt nhìn ngọc tỷ chăm chú. Tên này, Đinh Dũng nhíu mày,
người khác nhìn vào khối ngọc tỷ sẽ bị hấp dẫn ngay lập tức, ngay cả anh cũng cảm nhận được sức hấp dẫn đó, nếu không phải linh hồn của anh đủ mạnh thì có lẽ chính anh cũng sẽ trúng chiêu, nhưng sao Viên Thiếu Khang lại không bị ảnh hưởng. Ngay sau đó Đinh Dũng đã gạt bỏ suy nghĩ này, chắc không phải tên này không bị ảnh hưởng mà cũng như anh, nhanh chóng thoát khỏi sức hút của khối ngọc tỷ. Cùng lúc đó, dường như Viên Thiếu Khang cũng nhận ra ánh mắt của Đinh Dũng, hắn quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt hai người giao nhau. Lúc này trong mắt Viên Thiếu Khang lộ rõ vẻ tham lam, hoàn toàn khác với Viên Thiếu Khang mà Đinh Dũng biết, điều này khiến lòng Đinh Dũng chấn động, nhưng anh còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì Tống Long bên cạnh bỗng giật mình, khôi phục lại trạng thái. Trán hắn ứa mồ hôi lạnh, trong mắt là vẻ kinh ngạc, nghiến răng nghiến lợi, yếu ớt nói, thật đáng sợ, đây là thứ gì chứ? Sao con lại không tự chủ được mà nhìn nó? Vừa nãy con cảm nhận được gì? Đinh Dũng sững sờ giây lát rồi hỏi. Vì khối ngọc tỷ này chỉ ảnh hưởng đến Đinh Dũng chưa đến nửa giây thì anh đã thoát ra được, vì vậy anh còn chưa kịp cảm nhận cái thứ đồ chơi này. Con cũng không biết, dường như nó có thể phóng đại nhược điểm của nhân tính, vừa nãy có một khoảnh khắc suýt nữa con đã không kiên trì được. Lòng Tống Long chấn động, hắn không nói cho Đinh Dũng. Thật ra trong đầu hắn vừa nãy suýt chút nữa đã xóa sổ cả nhà họ Kim, chỉ để leo lên chức gia trưởng nhà họ Kim. May mắn thay hắn đã dừng cương trước bờ vực, khi hắn lao về phía sư phụ Kim Vô Đạo thì nhớ đến ân huệ của sư phụ, đang định rút kiếm tự sát thì đột nhiên tỉnh lại. Ta cũng không rõ, tóm lại cũng không phải thứ gì hay ho. Đinh Dũng nhìn thấy phản ứng của những người xung quanh thì không khỏi nhíu mày. Thứ này có yêu tà. Nếu rơi vào tay người ngoài có thể sẽ gây ra một số hậu quả xấu. Nghĩ đến đây, Đinh Dũng giơ bảng trong tay lên, lớn tiếng nói, tôi ra giá 11 triệu. Trong giọng nói của Đinh Dũng như có đại đạo chí lý nào đó, mặc dù giọng không lớn nhưng lại rõ ràng lọt vào tai mọi người. Theo tiếng nói của anh, những người đang bị ngọc tỷ ảnh hưởng cũng lần lượt tỉnh lại. Vừa nãy mình làm sao thế? Kim Tư Kỳ cau mày, cúi đầu lẩm bẩm một mình. Hình như vừa nãy mình bị ngủ quên mất à? Ngụy Kiến Quốc cũng chau mày, nói một cách kỳ lạ. Được, vị khách này đã ra giá 11 triệu. Lão Phùng ở trên sân khấu nhìn Đinh Dũng bằng ánh mắt kỳ quái, nhưng vẫn nói. Nghe thấy Đinh Dũng ra giá, Viên Thiếu Khang hung dữ nhìn anh, trong mắt là sự giận dữ, một hồi lâu sau hắn mới hét lên, tôi ra giá 15 triệu. Những người đang hoảng sợ vì bị Ngọc Tỷ thu hút lúc trước. Sau khi nghe Đinh Dũng và Viên Thiếu Khang ra giá cũng bắt đầu dục dịch ngẩng đầu dậy. Khối ngọc tỷ này nhất định không phải là vật tầm thường. Tôi ra giá 16 triệu tệ, ở hàng ghế phía sau có một người đàn ông béo mập giơ bảng nói. Thấy mọi người bắt đầu xôn xao, mặt Viên Thiếu Khang khó coi hơn hẳn. Vốn dĩ hắn định mua thứ khác nhưng không ngờ lại gặp được vật giá trị như vậy. Đúng lúc này ở bên dưới có một người đột nhiên đứng dậy giơ tay nói, thứ này có tà tính. Tôi có thể hỏi một chút, bên dưới khối ngọc tỷ này khắc chữ gì vậy? Đúng vậy, xem khắc chữ gì, nghe người kia nói vậy, có người cũng thêm lời. Quả thực khối ngọc tỷ này có giá trị hay không thì không chỉ nhìn ở chất liệu và phần điêu khắc của nó mà còn phải xem chủ nhân của nó trước kia rốt cục là ai. Nghe vậy, mặt lão Phùng hơi có chút thay đổi nhưng ông ta đã nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn mọi người, cười nói các vị xin bình tĩnh, đây là sự sơ suất của tôi. Tôi chưa giới thiệu với mọi người, do không thể xác định chính xác niên đại của khối ngọc tỷ này nên cho tới hiện tại chúng tôi đã tìm các chuyên gia và các nhà ngôn ngữ học ở khắp nơi nhưng vẫn chưa thể biết được chữ khắc trên này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Lão Phùng khoát tay, cầm khối ngọc tỷ lên soi vào phía dưới nó. Đây là, Đinh Dũng ngồi hàng ghế đầu đương nhiên có thể nhìn rõ được chữ khắc trên khối ngọc tỷ. Thấy chữ này, anh chợt đổi sắc mặt, tay chân dựng hết cả lông lên. Đinh Dũng nhìn chăm chú khối ngọc tỷ, anh hiểu hàm ý chữ khắc trên đó nên mới lẩm nhẩm cổ minh văn. Đinh Dũng cũng không hiểu biết nhiều về văn tự cổ minh nhưng anh biết nó là văn tự của gia tộc Cửu U thời cổ đại. Ban đầu khi Viêm Đế thống nhất đại lục đã tiêu diệt người và vật có liên quan đến tộc Cửu U rồi, tại sao ở đây lại xuất hiện ngọc tỷ có văn tự của tộc Cửu U chứ? Và lại chữ trên khối ngọc tỷ này lại khiến anh cảm thấy khó hiểu, loạn cao cao, rốt cục là thể hiện hàm ý gì? Giờ võ đạo ngày càng xuống dốc, xã hội này cũng không thể vượt qua được quá nhiều biến động, Đinh Dũng lắc đầu, trong ánh mắt chợt sáng lên, vật này anh nhất định phải giành lấy. Nếu để một vật nguy hiểm thế này xuất thế thì e rằng sẽ làm hại tới không ít người. Vật này tôi phải có được, 20 triệu nhân dân tệ, nghĩ vậy,
Đinh Dũng lại tiếp tục nâng giá. 25 triệu tệ, Viên Thiếu Khang vẫn không cam tâm chịu thua. Những người còn lại thấy Viên Thiếu Khang nâng lên mức giá mới thì im bặt. Bọn họ vốn dĩ chỉ tò mò về khối ngọc tỷ này. Lúc này thấy đại thiếu gia nhà họ Viên không có ý định bỏ lỡ nó thì biết rằng mình chẳng còn cơ hội, bọn họ đương nhiên ý thức được việc đó và không dám lên tiếng nữa. Lúc này, sau khi ra giá xong, Viên Thiếu Khang nhìn sang Đinh Dũng với ánh mắt khiêu khích. Mặc dù hắn không thể đặt cả đống tiền vào khối ngọc tỷ này được nhưng với số tiền 20 triệu tệ thì cũng chẳng là gì với Viên Thiếu Khang cả. Luồng khí tức trên khối ngọc tỷ này có phần quen thuộc, phải giành lấy nó, nghĩ vậy, Viên Thiếu Khang không để Đinh Dũng lên tiếng mà chỉ vào khối ngọc tỷ rồi nói tiếp, cho dù anh ra giá gì thì tôi cũng sẽ trả cao hơn. Tôi phải lấy bằng được khối ngọc tỷ này. Ồ, xem ra Viên Thiếu gia thật sự lắm tài nhiều của, Đinh Dũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhếch miệng, tôi ra giá 200 triệu nhân dân tệ, Viên Thiếu gia vẫn còn muốn ra giá cao hơn, phải không? Đinh Dũng dứt lời, những người phái dưới lập tức xôn xao thảo luận. Vừa rồi Viên Thiếu Khang cũng đã nói vậy rồi, giờ Đinh Dũng lại ra giá 200 triệu nhân dân tệ, nếu Viên Thiếu Khang không ra giá cao hơn thì há chẳng phải mất đi khối ngọc tỷ này sao? Và đó chẳng khác gì hắn đang tự vả vào mặt mình. Thế nhưng nếu trả thêm thì lại phải bỏ ra hơn 200 triệu nhân dân tệ mua một món đồ không quá 10 triệu nhân dân tệ, và đồng nghĩa với việc hắn mắc bẫy Đinh Dũng gài. Tôi thấy Viên Thiếu gia bỏ qua món này đi thôi, gã đàn ông béo mập lúc nãy lắc đầu lên tiếng. Kể cả là nhà họ Viên lắm tiền thật thì Viên Thiếu Khang cũng không thể hào phóng bỏ ra 200 triệu nhân dân tệ đi mua một khối ngọc tỷ không biết dùng vào đâu thế này được. Nhưng cũng có người phản bác lại, chắp tay nói với Viên Thiếu Khang. Tôi thấy Viên Thiếu gia giàu có, và lại thật sự thích khối ngọc tỷ này, tôi thấy cậu ấy nhất định sẽ trả thêm tiền để có được nó. Viên Thiếu Khang là đương sự lúc này lại đang nhìn Đinh Dũng bằng con mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Anh ta cố ý hét giá thôi, anh có trả nổi 200 triệu tệ không? Viên Thiếu Khang bật cười chuyển chủ đề sang Đinh Dũng. Hắn thích khối ngọc tỷ là sự thật nhưng hắn tới đây còn có mục đích khác, khối ngọc tỷ này chỉ là hắn phát hiện ngẫu nhiên. Hắn đương nhiên sẽ không lãng phí tiền bỏ ra khoản tiền lớn như vậy để mua một thứ vớ vẩn mà bản thân cảm thấy có phần quen thuộc. Cậu vui lòng đừng ra giá linh tinh. Nếu như, nghe Viên Thiếu Khang nói vậy, lão Phùng cau mày nghiêm túc nói. Đinh Dũng nghe vậy chỉ nhướng mày nhìn ông ta đáp lời, ông thấy tôi giống như đang đùa sao. Đây, lão Phùng xứng người. Tôi ra giá 200 triệu nhân dân tệ cho khối ngọc tỷ này, Đinh Dũng khoát tay không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của những người khác. Anh nhìn sang Viên Thiếu Khang, nói cậu có trả thêm không? Không trả thì nó thuộc về tôi. Lúc này người ta bắt đầu xôn xao về Đinh Dũng. Người này quả thật hào phóng, và lại vấn đề là Viên Thiếu Khang còn đang ở đây. Không phải vừa rồi Viên Thiếu Khang nói Đinh Dũng ra giá bao nhiêu thì hắn ta cũng sẽ trả giá cao hơn sao? Tôi thấy Viên Đại Thiếu gia chẳng qua cũng chỉ đến vậy mà thôi, Trương Bồi Sơn đột nhiên lên tiếng. Mua không nổi thì cứ nói, có ai ép đâu. Viên Thiếu Khang ngồi trên sofa, ánh mắt lạnh lùng. Hắn ta không để ý đến Trương Bồi Sơn mà nhìn chằm chằm vào Đinh Dũng, hồi lâu mới bật cười, nói tôi rút lui. Viên Thiếu Khang dứt lời, mặt hồ như bị ném đạn mà dậy sóng bừng bừng vậy. Đám đông bàn tán xôn xao rôm rả. Vừa rồi còn lên giọng nói trả giá cao hơn Đinh Dũng thế mà mới chỉ nửa phút đồng hồ đã chẳng khác gì tự vả vào mặt mình. Viên Thiếu Khang trở thành chủ đề bàn tán của tất cả mọi người xung quanh. Thưa cậu xem, lão Phùng nhìn Đinh Dũng hỏi. Đinh Dũng ngồi hàng ghế đầu, lại dám nói ra 200 triệu nhân dân tệ, đương nhiên không phải là nhân vật dễ đụng vào. Ông ta phải xin ý kiến của Đinh Dũng vì dù sao ông ta cũng có thể nhận ra Đinh Dũng và Viên Thiếu Khang có thù hận. Không sai, ông tiếp tục chào giá, cứ theo mức 200 triệu nhân dân tệ của tôi mà chào, Đinh Dũng mặt không hề thay đổi nhưng trong lòng lại có phần phân vân. Tiền đối với anh không phải là vấn đề. Chẳng qua cũng chỉ là những con số, nhưng phản ứng của Viên Thiếu Khang lại khiến anh bất ngờ. Theo những gì Đinh Dũng biết về Viên Thiếu Khang thì hắn ta sẽ không bao giờ chịu để yên trong tình huống như vậy, dù có táng ra bại sản đi nữa, hắn ta cũng sẽ đối chọi đến cùng với mình. Và lại, tuy 200 triệu không phải một con số nhỏ, nhưng nó chẳng là gì với nhà họ Viên cả, Viên Thiếu Khang thân là đại thiếu gia của nhà họ Viên, vẫy tay cái là có ngay mấy trăm triệu ấy mà. Nhưng lúc này đây, Đinh Dũng thấy hơi nghi ngờ khi Viên Thiếu Khang thà rằng mất mặt cũng không chịu ra giá cao hơn thế kia,
mấy hành động kỳ quái trước đó của hắn ta càng khiến anh thấy lạ và khiến anh phải suy nghĩ. Sao hắn lại như trở thành một người khác thế kia? Ninh Dũng nhíu mày, anh nghĩ thầm trong lòng. Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh, y như một người khác, anh lẩm nhẩm mấy chữ này sau đó nghĩ đến tình cảnh của chính mình, Đinh Dũng bỗng ngẩng đầu lên. Có khi nào kẻ này đã chẳng phải tên Viên Thiếu Khang kia nữa mà là một linh hồn đoạt xác giống mình không? Anh có thể sống từ thời thượng cổ đến tận bây giờ kia mà, đâu ai dám chắc không có kẻ giống như anh, hắn ta cũng đoạt xác để đến thời đại này. Đinh Dũng càng nghĩ càng thấy khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu thật vậy thì anh phải nhanh chóng nâng cao thực lực mới được, lỡ điều anh suy đoán trở thành sự thực, vậy thì mấy kẻ không thuộc về thời đại này rất có khả năng sẽ tạo ra những mối nguy hiểm khôn lường với thế giới. E là hậu quả sau cùng còn rắc rối hơn cả việc khối ngọc tỷ có khắc chữ của tộc người cửu xuất hiện trên đời này. Phải chú ý quan sát nhà họ Viên mới được, Ninh Dũng nghĩ thầm. Tất cả mới chỉ là suy đoán của anh, nhưng nếu có mầm mống khả năng này thì Đinh Dũng sẽ diệt trừ tận gốc. Tốt nhất là bóp chết từ trong trứng nước. Chẳng mấy chốc, từng món đồ bán đấu giá đã được mọi người mua về, cả hội trường nhốn nháo tưng bừng trong tiếng cạnh tranh giá cả, chỉ mình tên Viên Thiếu Khang từng tranh giá với Đinh Dũng là im như thóc. Ngay lúc này, cô gái kia lại bưng một khay gỗ lên, món hàng đấu giá được giải tơ lụa che kín, nhìn có vẻ là một cục đá hình vuông hoặc một món pho tượng điêu khắc, cao chừng 10 cm. Đinh Dũng nheo mắt lại ngay giây phút khay gỗ được bưng lên. Mặc dù anh không nhìn ra món đồ dưới lớp tơ lụa kia là thứ gì, nhưng anh lại có thể cảm nhận được có một luồng hơi thở tà ác vô cùng đang tản ra từ trong món đồ đặt trên khay gỗ. Đó là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời, chẳng biết nói như thế nào nhưng chỉ có những người có được sức mạnh thánh thần như Đinh Dũng mới có thể cảm nhận được, đó là một luồng hơi thở khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Buổi đấu giá hôm nay thú vị đấy, không giống như là tình cờ. Đinh Dũng cau mày, khối ngọc tỷ vừa rồi. Giờ lại thêm món đồ chẳng rõ hình hài này nữa, chúng xuất hiện trong cùng một buổi đấu giá như vậy thì thật kỳ lạ. Đây là một bảo vật cực kỳ có giá trị trong buổi đấu giá ngày hôm nay, tôi tin là mọi người chắc chắn sẽ thích nó. Lão Phùng đứng trên sân khấu, ông ta nở một nụ cười đầy thần bí sau đó vạch tấm lụa che trên khay lên mà chẳng do dự gì. Trong khay gỗ kia ấy vậy mà lại là một pho tượng ánh sắc tím to chừng bằng bàn tay, tuy điêu khắc hình người nhưng lại có 3 đầu 6 tay. 3 đầu gồm 3 vẻ mặt cười, khóc cùng với lạnh tanh không cảm xúc, 6 cánh tay cũng cầm những thứ vũ khí lạ mắt riêng biệt, nhìn trông vô cùng quái dị, khiến mọi người thấy không thoải mái. Nhưng món đồ này lại thu hút ánh nhìn của rất nhiều người đang có mặt, ai ai cũng dõi theo nó với vẻ tò mò, bởi họ không hiểu sao Lão Phùng lại nói pho tượng này là một vật phẩm quý giá. Mới nhìn món đồ này có chút thôi mà tôi đã thấy không thoải mái. Ngụy Kiến Quốc lắc đầu, ông ta nhíu mày. Ninh Dũng quay lại nhìn ông ta, anh gật đầu, đúng vậy, em cũng thấy không thoải mái, xem ra đây chẳng phải thứ tốt lành. Việc Ngụy Kiến Quốc có thể cảm thấy không thoải mái khiến Ninh Dũng hơi bất ngờ, thường thì người bình thường sẽ không cảm nhận được sự kỳ dị của pho tượng này, cùng lắm là thấy nó xấu thôi mới phải chứ. Pho tượng này được một bậc thầy điêu khắc chạm trổ, tuy không biết đẽo vị thần tiên nào nhưng mọi người đừng xem thường nó được đẽo từ tâm gỗ vạn tuế ngàn năm, ngày đêm tẩm mình trong đất sét tím. Có thế mới tạo thành khối tượng gỗ đầy uy nghiêm thế này. Lão Phùng đưa mắt nhìn mọi người, ông ta cười, ra vẻ thần bí, nghe nói chỉ cần mang về thờ cúng pho tượng gỗ này là sẽ được như mong muốn. Tôi tuyên bố, giá khởi điểm là 35 triệu. Lão Phùng vừa mới dứt lời, tên Viên Thiếu Khang im như thóc kia lập tức hô lên, ánh mắt đầy vẻ tham lam, 50 triệu. 60 triệu, một người đàn ông để rìa mép liếc Viên Thiếu Khang, ông ta cười. Xin lỗi Viên Thiếu gia nhé, tôi mê tín lắm, thích sưu tầm mấy món thế này. Hừ, 80 triệu. Viên Thiếu Khang nhíu mày, hắn ta hừ lạnh một tiếng, nếu cạnh tranh thì cứ xem bản lĩnh từng người đi. Câu nói lạnh như băng của Viên Thiếu Khang khiến không ít người chột dạ, dù đang định mở miệng cũng vội vàng câm họng. Nhưng liệu có mấy người làm ăn có mặt ở đây lại không mê tín chứ? Nghe Lão Phùng nói hay thế kia, nên vẫn có người bấm bụng hét tôi ra 100 triệu. Pho tượng kia được đẽo từ tâm gỗ cây vạn tuế ngàn năm kia mà, Lão Phùng cũng có nói đây là một bảo vật quý giá, đã thế lại còn tâm lý mê tín nữa thì chẳng ai cảm thấy 100 triệu là tổn thất cả. 150 triệu, Viên Thiếu Khang nheo mắt, giọng điệu lạnh tanh, hắn ta muốn có bằng được món đồ này.
vẻ mặt của người đàn ông để rear map kia cứng lại khi nghe Viên Thiếu Khang tăng thêm 50 triệu nữa chỉ trong một lần ra giá, ông ta ngồi xuống với vẻ chán chường. Hầu như chẳng ai có thể so bì tiền bạc với tập đoàn nhà họ Viên cả, e là chỉ có mỗi vị chủ tịch Trịnh và Kim Tư Kỳ là có khả năng cạnh tranh giá thôi. Viên Thiếu Khang trông thấy kẻ kia chịu thua, bấy giờ mới thả lỏng cơ mặt, hắn ta nhìn Lão Phùng sau đó bình tĩnh nói, xem ra không có ai ra giá nữa rồi. 150 triệu, Viên Thiếu ra ra giá 150 triệu, không có ai ra giá cao hơn sao? Ánh mắt của Lão Phùng khác thường, tuy ông ta biết giá của pho tượng làm từ tâm gỗ cây vạn tuế ngàn năm này sẽ không thấp, nhưng cũng chẳng ngờ lại cao đến vậy. 150 triệu lần 1, 150 triệu lần 2, 150 triệu lần B. Lão Phùng hô mấy lần cũng không có ai ra giá, đương lúc ông ta định nhấc chiếc búa gỗ lên tuyên thì. Đinh Dũng bỗng lên tiếng. Anh nhìn Viên Thiếu Khang sau đó nói với vẻ bình tĩnh, 200 triệu. Chú Đinh, xê điên rồi à? Ngụy Kiến Quốc nghe Đinh Dũng ra giá, vẻ mặt của ông ta thay đổi nhanh chóng. Đinh Dũng vừa mới bỏ ra 200 triệu để mua Ngọc Tỷ, giờ lại bỏ 200 triệu mua pho tượng này nữa. Đã thế, nhìn là biết pho tượng này không phải thứ tốt lành gì, Đinh Dũng cũng nói không thích đấy thôi. Sao lại bỏ ra 200 triệu để ra giá chứ? Chẳng lẽ để ăn thua với Viên Thiếu Khang? Anh! Viên Thiếu Khang đứng bật dậy, hắn ta chỉ tay vào mặt Đinh Dũng, răng nghiến ken két. Viên Thiếu Khang nheo mắt lại, hừ lạnh một tiếng sau đó nói, hừ, tôi ra 300 triệu. 400 triệu, mặt Đinh Dũng không có một cảm xúc nào, anh thong thả nói. Như thể 400 triệu kia chẳng khác gì 4 tệ trong mắt anh cả. Cậu Đinh, cậu đúng là hào phóng. Lý Hải Dân nhịn không được, ông ta giơ ngón tay cái lên, trong mắt vẫn còn nét kinh hoàng. Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng một người mình quen biết khơi khơi như vậy lại là một cậu chàng giàu ngầm. Phất tay nhẹ một cái là bay vèo 600 triệu, đúng là khó mà tưởng tượng được. Ngược lại Ngụy Tiêu Tĩnh ngồi kế bên, mặt bình tĩnh vô cùng, bởi cô biết Đinh Dũng có tiền lâu rồi, không có tiền thì sao có thể lái con siêu xe với giá hàng trăm triệu nhân dân tệ chứ. Vì thế sau khi Ngụy Tiêu Tĩnh về nhà, cô ấy còn đi dò giá của xe thể thao hãng SSC North America nữa. Thông tin tìm được khiến cô hết sức ngỡ ngàng, con xe thể thao đó có giá 70 triệu đô la Mỹ cơ đấy. Món đồ này không an toàn, nên tôi mới mua về để trông chừng. Đinh Dũng không quay đầu lại, anh chỉ giải thích với mọi người một câu như thế. Còn việc họ có tin hay không thì anh cũng chẳng để tâm. Anh cố ý chống đối tôi đúng không? Viên Thiếu Khang đứng bật dậy, hắn ta muốn có pho tượng ấy cho bằng được, không thể để nó rơi vào tay kẻ khác. Lúc đầu hắn ta nhận được tin, chuẩn bị đầy đủ tiền bạc hết cả rồi, ai ngờ tên Đinh Dũng này lại cứ nhảy ra chống đối, làm hỏng kế hoạch của hắn ta. Không hẳn, cậu muốn thì cứ tiếp tục ra giá cạnh tranh đi. Lời Đinh Dũng nói nhẹ như mây, nhưng câu nói sau đó của anh lại khiến Viên Thiếu Khang sầm mặt, tôi cũng thích món đó, bởi thế tôi sẽ không từ bỏ đâu. Khốn khiếp, Viên Thiếu Khang cắn chặt răng, hắn ta gầm lên, tôi phải có nó cho bằng được, tôi ra 500 triệu. Tuy 500 triệu không phải một con số quá lớn đối với Viên Thiếu Khang, nhưng vậy cũng đủ để hắn ta đau mình đau mẩy thấy tiếc rồi, suy cho cùng việc sở hữu nó vốn là chuyện dễ như trở bàn tay, hắn ta chuẩn bị nhiều tiền là bởi đề phòng bất chắc thôi. Dù thế nào hắn ta cũng không nghĩ đến chuyện Đinh Dũng sẽ trở thành nỗi bất chắc đó. Viên Thiếu ra ra 500 triệu, có ai? Lão Phùng phấn khích tột độ, đang định mở lời nói tiếp thì Đinh Dũng lại thong thả nói, 600 triệu. Trời ơi, 600 triệu, cậu đây ra 600 triệu. Lão Phùng phấn khích hơn nãy khi nghe Đinh Dũng ra giá. Vẻ mặt của Viên Thiếu Khang tăm tối vô cùng, hắn ta cuộn nắm đấm, sau đó bỗng nhiên bật cười, hai mắt nheo lại, nếu anh thích thì nhường cho anh vậy. Ồ, Viên Thiếu gia không cạnh tranh giá nữa ư. Đinh Dũng bật cười, anh nhớn mày, tôi còn định tăng giá cơ, không ngờ Viên Thiếu gia lại từ bỏ nhanh vậy. Hừ, Viên Thiếu Khang hừ lạnh. Không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt của hắn ta lại ắp đầy lạnh lẽo, hôm nay hắn ta phải có được pho tượng đó cho bằng được, còn cái vấn đề là sao để có được à, nhiều lúc không nhất định phải chi tiền mới được sở hữu đâu. 600 triệu lần 1, 600 triệu lần 2, 600 triệu lần 3. Lão Phùng thấy Viên Thiếu Khang không ra giá nữa, ông ta chẳng do dự gì thêm, bởi ông ta biết những kẻ khác cũng sẽ không ra giá nên nện búa tuyên bố chủ nhân của món đồ này luôn. Sau khi pho tượng kia được bán đi, vẫn còn vài món đồ khác trông cũng rất hay ho,
thậm chí còn có một chiếc quạt giấy bán với giá 200 triệu cao ngất ngường, cả buổi đấu giá nhộn nhịp, tưng bừng, nhưng có vài nhân vật tai to mặt lớn, bao gồm cả ông chủ tịch Trịnh kia thì vẫn chưa có ý định ra giá. Cuối cùng, buổi đấu giá bước vào giai đoạn quan trọng nhất, lão Phùng cười đầy thần bí, lần này không có ai bưng vật phẩm lên nữa, chính ông ta cũng không hề có ý định tự đi lấy. Ông ta cất giọng, sau đây là bảo vật cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay, nó cũng là vật chính của buổi đấu giá. Mời quý vị nghỉ ngơi một lát, dùng chút điểm tâm. Lão Phùng nói đến đây, ông ta cố ý úp mở xong xuôi rồi quay người bước xuống sân khấu. Lão Phùng, ông như thế là không được, cứ treo mỡ trước miệng chúng tôi. Có kẻ không cam lòng nên mở miệng tranh cãi, nhưng lão Phùng không để ý đến họ mà rời khỏi sân khấu luôn. Đám đông không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống chờ món đồ cuối cùng kia xuất hiện. Chẳng mấy chốc, từng khay đồ ăn thơm ngon được bưng lên. Xem ra món đồ đó không tầm thường, không thì sẽ chẳng úp mở thế đâu. Tống Long thấy cảnh tượng trước mắt, cậu ta bỗng ra giọng. Đúng vậy, có lẽ nó không tầm thường, chúng tôi nghe Phong Thanh Đôi tin tức nên mới nhận lời đến đây xem. Lý Hải Dân gật đầu, ông ta nhìn Ngụy Kiến Quốc, vừa cười vừa nói. Tuy ông ta và Ngụy Kiến Quốc đều nắm chức vụ cao, nhưng không có nhiều tiền để ném qua cửa sổ được như những thương nhân ở đây, cùng lắm là họ ghé đến xem thôi. Mong là món đồ cuối cùng này có thể khiến tôi vừa lòng. Ninh Dũng nhíu mày, anh vốn định đến đây để chọn quà cho ông cụ Hàn, ấy vậy mà ở đây lại chẳng có một món nào khiến anh hài lòng cả. Hai bảo vật mà anh vừa mới mua kia thì trông hơi tà ma, đương nhiên là không thể mang đi tặng được rồi. Mong là món đấu giá cuối cùng kia có thể khiến anh thích thú. Sao nào, cậu Đinh còn định ra tay nữa à? Ngụy Kiến Quốc e hèm, ông ta nhìn Đinh Dũng, sao tôi cứ có cảm giác nhà cậu là xưởng in tiền thế nhỉ? Tôi cũng nghĩ vậy, dù nhà có mỏ vàng mỏ bạc đi nữa cũng đâu thể đốt tiền thế kia. Lý Hải Dân chêm ngay. Đinh Dũng nghe vậy, vẻ mặt rõ là kỳ lạ, anh ho nhẹ một tiếng rồi thôi chứ bất lực chẳng biết nói gì. Này chú em! Chú mua nhiều vậy làm gì? Lý Hải Dân thấy Đinh Dũng không nói chuyện, ông ta lại thăm dò. Ông nội của vợ em sắp mở tiệc mừng thọ, em chọn quà tặng ấy mà. Đinh Dũng nói với vẻ bất lực. Sao, ông cụ nhà họ Hàn? Nghe Đinh Dũng nói vậy, Lý Hải Dân lỡ miệng hỏi, nói xong ông ta lại thấy mình nói sai nên im lặng thôi không nói. Đinh Dũng không để ý chuyện này, kệ họ thích điều tra thì điều tra, dù sao thân phận của anh cũng sáng tỏ. Chẳng có gì phải giấu cả. Nếu hai anh có thời gian thì có thể đến tham gia chúc thọ, em muốn ông cụ được vui vẻ. Đinh Dũng liếc nhìn hai người họ, nói với giọng bình thản. Lý Hải Dân hơi xấu hổ, ông ta đưa mắt nhìn Ngụy Kiến Quốc, chẳng biết là họ trao đổi ánh mắt gì với nhau mà Ngụy Kiến Quốc lại cất lời trước, chú cứ yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ đến. Cả anh Trương và Bồi Sơn đây nữa, hai người đến cũng được. Đinh Dũng mỉm cười. Mấy nhân vật tai to mặt lớn này đến càng tốt chứ sao, thế mới khiến bọn người nhà họ Hàn kia phải câm miệng. Tốt nhất khiến bọn họ kinh sợ chỉ bằng một lần mời khách này thôi, vậy thì khỏi rắc rối, đỡ mất công Đinh Dũng chặn hỏng từng người. Trương Thiệu Thích nghe vậy thì phấn khích lắm, hắn ta vội chắp tay, yên tâm, tôi với Bồi Sơn nhất định sẽ đi. Đây chính là một cơ hội tốt để làm thân với lãnh đạo, đương nhiên Trương Thiệu Thích sẽ không từ chối. Chỉ cần làm thân được với hai vị ngồi cạnh thì làm cái gì ở cái thành phố Kim Châu này cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Ngay lúc này, lão Phùng bước ra từ phía sau sân khấu, ông ta cười tươi, để mọi người phải đợi lâu rồi. Để mọi người phải đợi lâu rồi, vừa nói, lão Phùng vừa bước lên sân khấu, tới trước vật đấu giá rồi cầm micro lên nói tiếp. Tiếp sau đây, tôi sẽ giới thiệu với mọi người vật phẩm xếp áp chót trong buổi đấu giá ngày hôm nay. Đây là một món cổ vật. Nói rồi lão Phùng quay người nhìn về phía sau. Lúc này có hai cô gái đi lên sân khấu, bọn họ còn đeo găng tay trắng, trong tay còn cầm một ống cuộn, thận trọng mở ống cuộn này ra để lộ nội dung bên trong. Một luồng khí tức cổ xưa lâu đời toát ra, Ninh Dũng nheo mắt nhìn bức tranh cổ này mà nhủ thầm, Thiên Lý Giang Sơn Đồ. Bức tranh trong tay hai cô gái này chính là tranh về non nước. Ninh Dũng đã từng thấy bức tranh này. Đây có lẽ chính là Thiên Lý Giang Sơn Đồ trong lời đồn. Có điều có phải là thật hay không thì còn phải kiểm tra. Kể cả là Đinh Dũng thì lúc này cũng không khỏi hoài nghi vì anh nhớ người vẽ bức Thiên Lý Giang Sơn Đồ này đã mất lâu rồi, còn bức tranh thì không biết tung tích nơi nào. Không hiểu vì sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây. Đây là tranh gì?
là tác phẩm của vị đại sư nào, phần lớn những người bên dưới đều nhìn mà không hiểu về bức tranh này. Điều bọn họ quan tâm hơn cả là ai vẽ nên nó và giá trị của nó là bao nhiêu. Sau khi thấy bức tranh này, Chủ tịch Trịnh vẫn trầm ngâm nãy giờ đột nhiên đứng dậy, còn đám người phía Phùng Tử Kính cũng nghiêm mặt hơn, xem ra có không ít người thích bức tranh này. Vẽ đẹp, không hổ là vật quý, lúc này Ngụy Kiến Quốc đột nhiên giơ ngón tay lên tỏ vẻ tán thưởng. Mặc dù tôi không biết bức tranh này do vị đại sư nào vẽ nhưng có thể coi nó là một bảo vật. Bức tranh này có tên Thiên Lý Giang Sơn Đồ, và lại còn là bút tích thật, lão Phùng nhìn bức tranh đắc ý nói. Ông ta ho khụ khụ vài tiếng rồi nói tiếp, tôi dám lấy danh tiếng lão Phùng tôi đây để đảm bảo nó là thật. Giá khởi điểm là 100 triệu nhân dân tệ. Cái gì, là Thiên Lý Giang Sơn Đồ trong truyền thuyết đó sao? Trời ơi, Thiên Lý Giang Sơn Đồ xuất thế rồi sao? Lão Phùng dứt lời, những người ở dưới được phen xôn xao bàn tán. Ngụy Kiến Quốc và Lý Hải Dân sáng mắt nhìn chăm chú bức tranh mà tán thưởng, không ngờ chúng ta lại có vinh hạnh được trông thấy Thiên Lý Giang Sơn Đồ trong truyền thuyết. Hôm nay đến đây quả không uổng công. Anh thích mà không trả giá sao, nghe hai người kia nói vậy, Đinh Dũng mới cười nói. Chúng tôi không giống chú, ra tay hào phóng như vậy được, Lý Hải Dân cười ái ngại. Anh với lão Ngụy đây nghèo lắm. Mặc dù nghe thì có vẻ khó tin nhưng thực sự thì Lý Hải Dân và Ngụy Kiến Quốc cũng không phải là người lắm tiền thật. Chí ít thì với món đồ lên đến hàng trăm triệu tệ thế này, bọn họ cũng không thể nào mua nổi. Tôi ra giá 300 triệu nhân dân tệ, Chủ tịch Trịnh vừa ra giá đã hét lên đến con số 300 triệu tệ khiến người ta phải ngỡ ngàng. Có điều cũng chỉ là số ít người mà thôi. Những người có thể tới đây vô cùng giàu có, bình thường có thể không nhận ra nhưng đứng trước món đồ giá trị thế này, bọn họ đương nhiên phải thể hiện rồi. 350 triệu nhân dân tệ, bên dưới có một ông già râu bạc phơ cười nói, cây gậy trong tay khẽ chọc xuống đất. Chủ tịch Trịnh, xin lỗi nhé, tôi cũng muốn có bức Thiên Lý Giang Sơn Đồ này. Một món đồ tốt thế này cả trăm năm mới gặp một lần, có được nó là được hời, nghe ông già râu bạc kia nói vậy, một cô gái khác đứng lên, cô ta mặc bộ sườn xám bó trọn lấy cơ thể. Chủ tịch Trịnh thấy vậy thì tối sầm mặt lại nhìn hai người này bằng con mắt lạnh lùng rồi tiếp tục ra giá, 400 triệu nhân dân tệ. Tôi đến đây vì bức tranh này, tôi xem ai dám cướp nó với tôi, Chủ tịch Trịnh chỉ vào bức tranh rồi trợn mắt nhìn mọi người. Các người là cái gì mà đòi tranh nó với tôi? Các người thấy tôi không đủ tiền sao? Tôi có 46 tòa nhà ở thành phố Kim Châu này, còn các người thì sao? Chẳng là cái gì sất, nói rồi. Chủ tịch Trịnh lại gãi gãi cái đầu chọc lóc. Các người chẳng có gì sất. Tôi trả 500 triệu nhân dân tệ, lúc này ông già râu bạc kia lại nheo mắt cười nói. Chủ tịch Trịnh lập tức nhảy dựng lên chỉ vào ông ta, Lý Thái Công, đừng cho rằng ông dựa vào thân phận của mình mà tôi không dám làm gì ông. 600 triệu nhân dân tệ, Chủ tịch Trịnh nghiến răng nhìn ông già râu bạc kia rồi lại lên tiếng. 700 triệu, 800 triệu, 900 triệu. Tôi cảnh cáo ông đừng có mà tranh với tôi, nếu không tôi cho ông tơi bời. Chủ tịch Trịnh hiểu nhầm rồi, nghe vậy, ông già râu bạc kia mới dở khóc dở cười. Thực ra vừa rồi tôi muốn nói với Chủ tịch Trịnh rằng ông rất lợi hại, tôi không đấu lại được. Ông không chơi nữa, Chủ tịch Trịnh biến sắc, đặt cái cốc trong tay lên ghế sofa rồi nói với trợ lý. Bức Thiên Lý Giang Sơn Đồ này phải lấy bằng được cho tôi, mai đưa đến văn phòng tôi. Nói xong. Chủ tịch Trịnh quay người đi ra khỏi hội trường buổi bán đấu giá. Tôi ra giá 1 tỷ nhân dân tệ, Đinh Dũng đột nhiên đứng dậy thản nhiên nói. Mặc dù lời nói của anh rất thản nhiên nhưng lại khiến người ta phải ngỡ ngàng. Không ai có thể ngờ nổi dưới thế công kích mạnh mẽ của Chủ tịch Trịnh lại có người còn muốn ra tay. Là vị đại gia thần bí khi nãy giành lấy oai phong từ chỗ Viên thiếu gia, có người phát hiện ra vừa rồi Đinh Dũng là người giành lấy được pho tượng gỗ thì lên tiếng. Chẳng trách, hóa ra là cậu ta, có vài người biết là Đinh Dũng thì không thấy kỳ lạ nữa. Đinh Dũng ra tay hào phóng khiến Viên Thiếu Khang đâu còn chỗ đứng ở đây. Người ta đột nhiên háo kỳ về thân phận của Đinh Dũng. Không biết anh là người thế nào mà lại có thể có cả mối quan hệ với những lãnh đạo làm mưa làm gió đất Kim Châu này. Đáng tiếc, không ai nhận ra Đinh Dũng. Có một vài người từng nghe nói tới cậu con rể ăn hại của nhà họ Hàn thì cũng không ngờ nổi một người điềm tĩnh làm việc cao ngạo như vậy lại chính là tên bỏ đi từng bị người ta nhạo báng. Cậu còn muốn tranh với tôi, Chủ tịch Trịnh gằn lên. 1 tỷ rưỡi nhân dân tệ, có gan thì theo đi.
2,5 tỷ, Đinh Dũng lấy tay khẽ gẩy khóe miệng. Trời đất, tất cả mọi người đều như vỡ òa bởi vì bọn họ chưa bao giờ từng thấy cuộc cạnh tranh giá cả nào lại khốc liệt đến thế này. Cứ mỗi lần tăng thêm 500 triệu nhân dân tệ, rõ ràng là cảnh tượng mà trước nay chưa từng có. Cậu muốn ép tôi phải không? Chủ tịch Trịnh nhảy dựng lên chỉ vào Đinh Dũng mà nạt nộ. Hôm nay tôi phải cho cậu khuynh ra bại sản, tôi cho cậu không sống nổi ở đất Kim Châu này. 2,5 tỷ, dứt lời chủ tịch Trịnh nhìn lão Phùng trên sân khấu, nói cho dù hôm nay cậu ta ra giá thế nào tôi cũng ra cao hơn. Tôi phải có bức tranh này bằng được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 11.